Vòng Oán phần 10, tác giả Hạ Dương, Phú Dương. Bà thân vội đỡ thầy dậy. Thầy không sao chứ, vừa rồi thầy làm chúng tôi sợ quá, tôi cứ ngỡ thầy bị làm sao thì khổ. Thầy chậm rãi. Tôi không sao đâu, có dòng vừa nhập vào tôi, nhưng dòng ấy thoát ra rồi. Cô An, thảo nào ánh mắt của thầy đáng sợ đến thế, nhưng dòng nói gì hả thầy, chúng con nghe không rõ. Thầy lắc đầu. Dòng nhập hoàn toàn, nên bản thân tôi không biết dòng muốn nói điều gì. Mọi người không nghe thấy một câu nào hay sao? Cô An lắc đầu. Tại thầy nói nhỏ quá nên con không nghe được thầy ạ. Thầy gật gù. Vậy thì chúng ta cũng đành chịu thôi. Cô mau về đi, tôi không giúp được cô đâu. Bà thân. Thầy ạ, vậy thầy có quen biết ai có thể hiểu về âm dương, giới thiệu giúp gia đình cô ấy không ạ? Thầy đáp. Tôi biết thì tôi đã nói từ sớm rồi. Cái này là tùy duyên. Nếu không có duyên thì dù tôi có chỉ, gia đình cũng không gặp được. Tôi mệt lắm rồi. Mọi người mau về đi. Giờ là 4 giờ chiều rồi. Mọi người không nên ở lại đây, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Thầy nói rồi đi ra bật đèn trong nhà lên cho sáng hơn một chút. Tất cả các bóng bật sáng đều mang ánh đỏ rất mờ. Bà thân buột miệng. Sao thầy không dùng ánh sáng trắng cho sáng mà dùng toàn đèn ngủ màu đỏ, vừa tối vừa mờ thế này ạ? Thầy khẽ cười. Nhà tôi chủ yếu cho người âm, tôi không dùng màu khác được. Mọi người thông cảm, mau về đi cho sớm. Nếu có duyên, vài ngày nữa sẽ gặp được quý nhân. Người ta sẽ có cách giúp gia đình nhà cô. Cô An. Nhưng ngộ nhỡ người đó không xuất hiện thì sao hả thầy? Không lẽ chúng con cứ phải ở nhà mà đợi trong vô vọng hay sao? Mà khi nãy thầy nói là nhìn thấy sợi dây thòng lọng, và nói còn ít nhất 4 mạng nữa là sao hả thầy? Thầy làm cho con càng ngày càng lo thêm. Thầy nhăn mặt. Đúng là tôi thấy sợi dây thòng lọng, nó cứ lúc ẩn lúc hiện, nhưng tôi không nhìn rõ được. Mọi người không chờ được thì có thể đi tìm thầy khác cao tay hơn nhờ giúp đỡ. Vậy đi, chúng ta chia tay tại đây. Tôi không tiễn. Cả ba thất vọng ra về. Bà thân hỏi. Hai người có thấy điều gì lạ ở nhà thầy Mau không? Nghe cách thầy ấy nói, tôi đang nghĩ có khi thầy ấy biết chuyện gì đó, nhưng lại không thể nói cho chúng ta biết chuyện thì phải. Cô An. Trước lúc thầy bị nhập, thầy có nói là nhìn thấy sợi dây thòng lọng và có ít nhất 4 mạng người. Con có hỏi lại, nhưng thầy nhất quyết không nói. Mẹ chồng cô An. Nếu dòng không nhập vào thầy Mau lúc ấy, thì mẹ nghĩ thầy ấy có thể nói được nhiều hơn như thế rồi. Chẳng lẽ cái dòng ấy là cố tình phá chuyện của mẹ con mình hay sao? Bà thân. Vậy chúng ta đi tìm thầy khác đi. Bà thử hỏi mọi người xem, còn thầy nào cao tay thì nhờ thầy giúp đỡ xem sao. Quê tôi nhiều thầy lắm, nhưng mà mấy thầy ấy chỉ toàn nói dựa, không có tâm. Mình đang có chuyện không hay, họ làm được hay là không cũng không nói để gia đình biết còn lo liệu, mà cứ dơ hết về cho bản thân làm để lấy tiền. Ví như cái nhà hàng xóm nhà tôi năm ngoái cũng có người mất do tai nạn. Gia đình đi xem thầy cứ gọi là trùng tang, phải làm lễ trấn trùng. Gia đình bà ấy cũng mời cả mấy thầy về làm, mà không xong nên phải lập đàn. Thầy lập đàn cúng cả ngày ròng rã và bảo cắt xong dây oan rồi, cả nhà cứ yên tâm làm ăn. Vậy mà vừa cúng hôm trước, hôm sau cháu bà ấy bị ngã xuống ao chết đuối. Khổ lắm bà. Cô An. Lại có chuyện như vậy nữa hay sao hả bác? Sao người ta ác quá vậy? Nếu không làm được thì thà cứ như thầy Mau đuổi chúng ta đi về, chứ cứ nhận về rồi lấy tiền của người ta. Người ta mất người đã khổ lắm rồi, còn bị lừa tiền, mà trong khi người vẫn chết. Bà thân. Bởi vậy mới nói thầy không có tâm. Nếu thầy có tâm như thầy Mau á, thì cô xem, nhà nghèo rất mồng tơi ra đấy. Thầy ấy rất khó tính, vì ai giúp được thì mới giúp. Nếu ai mà thầy không giúp được là đuổi về hết. Ai cố nài là thầy còn chửi cho đấy. Tiền thầy lấy cũng ít lắm, thầy chỉ xin chút tiền nhang đèn thôi, chứ không lấy cả mấy chục triệu như mấy thầy cúng khác đâu. Bà Tâm, mẹ chồng cô An, gật đầu tán thành. Đúng là thầy ấy không làm màu với chúng ta, nhưng mà càng như vậy tôi là càng thấy lo. Giờ chúng tôi cũng khác gì người mù đi đường đâu hả bà? Không đi xem thì không thấy lo, càng đi xem càng thấy lo ngài ngái. Cô An. Hay con chở mẹ về nhà thầy lần trước, về cúng cho anh Nam, hỏi thầy xem thế nào. Nếu đúng là anh Nam vẫn còn ở trong nhà thì mình mời thầy về làm lễ lại cho anh Nam được không mẹ? Bà Tâm nghe cô An nói vậy, có lý, bèn gật đầu đồng ý. Hai mẹ con cô An chia tay bà Thân trở về nhà cũng đã tối. Hai thằng Khang Khanh được chú Đông đón về bên ấy từ trưa. Thấy bà và mẹ về, cả hai hồ hởi chạy ra đón. Vợ chú Đông thấy mặt mẹ và chị buồn, đoán được lý do, bèn hỏi. Mọi chuyện có được như ý không mẹ? Bà Tâm thở dài. Mất công rồi con ơi, bà thầy Mo mà con nói thì bị bệnh phải đi viện. Mẹ con dẫn mẹ tới nhà thầy Mau thì thầy cũng chỉ nói là không giúp được. Chú Đông ngồi suy tư. Quả nhiên là khó thật. Vậy chúng ta tính xem đi thầy khác mẹ à. Một thầy không được thì ta đi 10 thầy. Không lẽ không ai giúp được hay sao? Cô An giọng buồn buồn. Lúc ở nhà thím Đông chúng tôi gặp cô Hoa. Cô ấy không làm thầy nhưng mà cũng biết chút ít về âm dương nên có nói về vấn đề. Thím Đông ngạc nhiên. Là chị Hoa, người nhà em hả chị? Chị ấy cũng được ăn lộc nhưng không mở phủ. Chị ấy trước giờ ít nói chuyện với người ngoài lắm. Nếu chị ấy chịu nói thì chắc chắn là có cách. Bà Tâm lắc đầu. Cô ấy chỉ bảo là về chờ 3 ngày nữa sẽ gặp được thầy cao tay. Nhưng con An nó cứ băn khoăn. 3 ngày thì không biết còn xảy ra những chuyện gì tiếp theo nữa. Chú Đồng đưa ra ý kiến. Vậy chị An với các cháu ở lại nhà em đi. Chúng ta chờ 3 ngày xem sao. Cô An không đồng ý. Tôi sao bỏ nhà sang đây ở được. Anh Nam chú mới mất vài ngày. Nhà cửa lạnh tanh thì tội nghiệp lắm. Bà Tâm. Mẹ nghĩ thằng Đông nó phải đấy. Nếu con không yên tâm về nhà cửa thì để hai cháu bên này với chú Đông. Con về bên nhà với mẹ. Mẹ sẽ ngủ cùng con mấy ngày này xem sao. Mọi chuyện được quyết định theo lời bà Tâm nói. Đêm đó cô An nằm cùng mẹ chồng. Hai mẹ con tâm sự mọi chuyện tới tận khuya mới ngủ. Cô không biết ngủ được bao lâu thì bị tiếng chó nhà hàng xóm sủa làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt thấy mẹ chồng vẫn ngủ say nên xoay người quay mặt ra ngoài ngủ tiếp. Cạch, cạch. Ngoài hiên có tiếng động làm cô giật mình. Cô ngước mắt lên nhìn lên thấy có bóng người đang treo lơ lửng ngay giữa cửa sổ. Quá sợ hãi cô hét toáng lên. Mẹ cô bật dậy. An, có chuyện gì mà con hét lên như thế? Cô lắp bắp chỉ tay ra cửa sổ. Cái gì ở cửa kia vậy mẹ? Bà Tâm nhìn theo tay cô An thì cũng hơi giật mình. Đột ngột bà đứng dậy ra cửa sổ kéo cái bóng đen lơ lửng ấy xuống. Là bộ quần áo mẹ treo lên cửa sổ tự tối mà quên không cất đi thôi. Con lại hình dung ra có người treo cổ ở đây hả? Bà mang bộ quần áo ném xuống dưới chân giường. Có bộ quần áo thôi mà, cô đừng có sợ nữa. Còn hét vậy đến hàng xóm cũng bị đánh thức mất. Cô An bấy giờ mới hoàn hồn. Mẹ treo quần áo ngay cửa sổ làm con sợ quá. Con cứ nghĩ đến hình ảnh anh Nam ngày trước. Bà Tâm đáp. Được rồi, con yếu bóng vía thế. Thảo nào hay bị nhát là đúng rồi. Giờ đi ngủ đi, hơn 2 giờ đêm rồi đó. Cô An nằm xuống nhưng tim vẫn đập loạn xạ. Cô nhắm mắt cố gạt hình ảnh kinh dị ra khỏi đầu nhưng không tài nào ngủ ngay được. Tiếng con chó hàng xóm cứ tru lên từng hồi trong đêm hoang vắng, lại càng tăng thêm cảm giác sợ hãi trong cô. Rịch, rịch. Có tiếng người bước nặng chân phía sân về nhà bếp. Cô khẽ hỏi. Mẹ có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có tiếng người đi dưới bếp nhà mình, con nghe rõ lắm. Bà Tâm lặng tai cố gắng nghe, nhưng không thấy gì. Bà đáp. Mẹ không nghe thấy gì cả. Có lẽ con chuột chạy lục sục dưới bếp thôi. Ngày mai mày đặt bẫy là xong. Cô An không nói thêm gì nữa, chỉ cố nhắm mắt lại ngủ. Cô lại nằm mơ. Giấc mơ của cô không kinh hoàng như trước nữa. Cô mơ cô cùng các con bị ai đó đuổi chạy dọc bờ đê. Cô cứ hai tay dắt hai đứa con mà cắm đầu cắm cổ chạy. Đang chạy thì đột ngột chân cô bị giữ lại. Cô cố gắng dùng dãy thoát khỏi bàn tay ấy thì bị mẹ chồng làm tỉnh giấc. Cô ú ớ. Mẹ ạ, có chuyện gì sao? Mẹ chồng cô ngồi yên lặng nhìn cô. Con là mơ thấy ác mộng sao? Sao con hét to thế? Đang đi mà con hét thế này thì cả làng nghe thấy mất. Con xin lỗi mẹ, tại con mơ thấy ba mẹ con bị người ta đuổi bắt nên con hô cứu. Có khi mai mẹ mua cho con ít tăm sen về sắc thuốc uống, chứ cứ thế này làm sao mà con ngủ yên giấc được. Nhiều khi mất ngủ nhiều làm người ta mệt mỏi đấy con à. Bà Tâm nói rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài. Cô An thắc mắc. Mẹ đi đâu vậy? Trời còn chưa sáng mà. Mẹ mắc đi tiểu, con nằm ngủ đi. Bà vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cái bóng trắng toát đang lơ lửng ở vườn. Bà tưởng mình hoa mắt nên đưa tay dụi mắt tới mấy lần. Chiếc bóng ấy dường như đang di chuyển rất chậm. Bà đóng cửa lại gọi. An, con mau ra đây. Cô An xuống giường chạy ra cửa đứng cạnh mẹ chồng. Hiện tượng lạ ấy cô đang nhìn thấy là lần thứ hai nên bớt sợ hơn lần đầu. Cô đáp. Nó đấy mẹ, lần trước con và tụi trẻ cũng nhìn thấy cái bóng y như vậy. Con được cái đèn pin cho mẹ, lấy cái đèn mỏ của thằng Nam ra đây cho sáng. Cô An vào nhà lấy cái đèn mỏ đưa cho bà Tâm. Bà nhằm thẳng vào cái đèn về phía cái bóng trắng toát mà bật công tắc. Ánh sáng của cái đèn chiếu thẳng vào màn đêm dày đặc. Ánh sáng yếu dần về phía cái bóng trắng. Bất thình lình, cái bóng quay lại ngước đôi mắt sáng đỏ rực, nhìn chằm chằm về phía mẹ con cô An. Bà Tâm bị đôi mắt đỏ rực kia nhìn thì bất ngờ đánh rơi cái đèn mỏ xuống đất. Cô An lúng túng dội cúi xuống nhặt. Bà Tâm kéo chặt cửa lại chốt then và ngồi thụp xuống đất. Ôi trời ơi, cuối cùng ma thật hả? Ở trong giường nhà có ma thật. Cô An khẽ đáp. Là thật mẹ ơi, mắt nó đỏ rực. Mẹ cũng nhìn thấy đúng không? Lần trước con và tụi nhỏ chỉ thấy cái bóng chứ không thấy mặt của nó. Chúng ta phải làm sao đây mẹ? Soạt, soạt. Tiếng động phát ra phía giường chuối nhanh chóng lọt vào tai hai mẹ con cô An. Tay cô nắm chặt lấy cái đèn, miệng liên tục lẩm bẩm. Anh Nam ơi, có phải anh về không? Anh sống khôn thác thiên, anh làm ơn đừng hù mẹ và em nữa, em xin anh. Vòng Oán phần 11, tác giả Hạ Dương, Phú Dương. Tiếng động phát ra phía vườn chuối nhanh chóng lọt vào tai hai mẹ con cô An. Tay cô nắm chặt lấy cái đèn, miệng liên tục lẩm bẩm. Anh Nam ơi, có phải anh về không? Anh sống khôn thác thiên, anh làm ơn đừng dọa mẹ và em nữa, em xin anh. Mẹ chồng cô khẽ hút nhẹ vào tay cô. Con đưa cái đèn cho mẹ muốn nhìn lại tận mắt, mồm ngang mũi dọc con ma nó đã làm sao. Nói rồi, bà cầm lấy cái đèn soi ra giường chuối lần nữa. Kỳ lạ thay, không có gì ngoài giường. Cái bóng trắng ấy đã biến mất hút, không còn trong tầm mắt của bà nữa. Cô An cũng từ từ đứng dậy. Cô nói, lại mất rồi ư? Lần trước nó cũng xuất hiện, rồi lúc con khấn anh Nam nó cũng đột ngột biến mất y như vậy. Không lẽ là anh Nam thật hả mẹ? Bà Tâm không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa hay lúc ấy có tiếng gà gáy sáng. Tiếng chó tru cũng ngưng từ lúc nào. Bà nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng. Bà bảo, có lẽ trời sáng cho nên nó đi rồi con à. Cô An bật điện trong nhà lên cho sáng. Con nghĩ chúng ta nên tới nhà thầy hỏi cho ra lẽ, chứ cứ thế này không ổn mẹ à. Được rồi, sáng ra mẹ con mình tới nhà thầy xem sao. Hai mẹ con cô An tranh thủ đi ngủ lại, nhưng chắc chả ai ngủ nổi. Ai cũng nhắm mắt, nhưng nhắm để đấy, chứ đầu óc mỗi người đang đuổi theo mỗi dòng suy nghĩ khác nhau. Sáng ra, cô An điện thoại cho thầy, nhưng điện thoại của thầy không liên lạc được. Cô An chở bà Tâm xuống nhà thầy ở tuốt chỗ Bến Đò. Hai mẹ con cô đến khá sớm, nhưng nhà thầy cổng đóng then cài. Cô An ngó nghiêng vào trong thì gặp bà hàng xóm đi chợ ngang qua. Bà ấy nói, mọi người tìm thầy hiện phải không? Thầy ấy đi làm lễ cho người ta, chắc phải cả tuần mới về. Thầy mới đi chiều hôm qua rồi. Cô An, cháu cảm ơn bà làm ơn cho cháu hỏi thăm thầy hiện ở một mình hay sao ạ? Tại cháu đến lần trước chỉ có mình thầy ở nhà. Ừ, thầy có vợ con nhưng họ về bên ngoại ở. Thầy ấy cứ bám lấy đất này rồi đi cúng bái làm phúc. Ông thầy này hiền lành lắm. Dân, cháu cảm ơn bà. Cháu tưởng thầy có người thân ở cùng thì hỏi thăm xem có cách liên lạc với thầy hay không, tại cháu có chút việc gấp. Không có đâu cô ơi, nếu cô không gấp á, thì chờ tuần nữa thầy về. Còn không á, cô sang nhà thầy Hạnh ở gần đây cũng được. Mà cô xem cúng bái hay là bắt ma thế? Thầy Hạnh này á, toàn khách ở xa đi ô tô về xem thôi. Thầy ấy chuyên bắt ma với lập đàn cúng bái. Tuy nhiên thầy toàn xem cho khách ở xa đến, chứ quanh đây chả có ai xem đâu cô ơi. Cô có đi á, thì tôi chỉ đường cho. Cô An nhờ bà cụ chỉ đường, rồi hai mẹ con lại tìm đến nhà thầy Hạnh. Mới sáng ra nhưng nhà thầy đông người tới xem. Họ ngồi kín ở ngoài sân và trong nhà. Mẹ con cô vào sân ngồi chờ đợi. Có mấy bà ở xa đến xem, thấy mẹ con cô An liền bắt chuyện. Bà ở đâu đến xem thế? Chúng tôi ở tận Thái Bình về cậy cửa điện đấy bà. Nghe người ta đồn thầy này giỏi lắm. Bà Tâm đáp, dân, chúng tôi ở gần đây thôi. Tôi cũng nghe người ta giới thiệu nên mới đến, chứ chưa xem bao giờ. Trong nhà đột ngột có tiếng quát, cút đi! Mày không cút đi ngay, tao chém chết mày! Cô An đứng dậy, ngó vào trong nhà, thấy một người phụ nữ ăn mặc xanh điệu, má phấn môi son lòe loẹt, đang quát tháo hai mẹ con người khách đến xem. Người đang chờ, chị ơi, ai là thầy ạ? À? Là người môi son đỏ chót đó, bà ấy đồng bóng nhưng mà xem hay lắm. Chúng tôi chờ 2 ngày rồi mà chưa có duyên xem được đây. Cô An nhìn thầy bất giác rùng mình. Cô không hiểu sao mình hay bị ớn lạnh đến thế. Cô ra nói với mẹ chồng, con thấy có người đến chợ 2 ngày mà chưa đến lượt xem. Mẹ con mình giờ mới đến thì liệu có xem được hay không ạ? Bà Tâm đáp, chúng ta cũng đã đến rồi thì đành chờ thôi con ơi. Hy vọng là mình có duyên. Tiếng thầy tiếp tục quát tháo trong nhà, con ma dại kia, mày dám chống đối hay sao? Được, tao sẽ cho mày hồn tiêu phách tán. Thầy Hạnh đứng dậy đốt một bó hương to cầm trên tay. Bó hương theo sự di chuyển của bàn tay thầy mà bùng lên cháy khói nghi ngút. Thầy cầm bó hương dội xuống bàn tay đứa bé đang bị ma nhập kia. Đứa bé trợn mắt lên rồi ngoác miệng ra khóc. Đau quá, nóng quá, mẹ ơi cứu con đau quá. Thầy quát, biết đau thì mau cút khỏi nơi đây cho ta. Nói rồi thầy lại tiếp tục cầm bó hương đang cháy dội vào người đứa bé. Đứa bé giãy dụa rồi nhào vào người thầy mà đâm. Thầy trở tay không kịp, bị ngã chỏng cờn ra đất. Bó hương bị bắn tung tóe ra sàn nhà. Thầy lồm cồm bò dậy, túm lấy tóc đứa bé, giật ngược lại đằng sau. Thằng này láo, dám đánh cả thầy sao? Vậy thầy đánh cho mày chưa? Thầy vừa nói vừa giơ tay còn lại tát liên tục vào mặt đứa bé. Đứa bé la hét đau đớn rồi từ từ gục xuống chân thầy. Máu từ miệng con bé rỉ ra bên mép. Cô An đau lòng thốt lên, trời ơi, đánh thế kia thì chết con bé mất còn gì nữa. Mấy người khách đi xem quay lại nhìn cô An. Một người lên tiếng, thầy Hạnh đang bắt ma, thầy đánh con ma, chứ cô đánh đứa trẻ đâu mà cô kêu ác. Cô An thương xót đứa bé, bèn giải thích, nhưng con ma đâu không thấy, tôi chỉ thấy con bé bị vã miệng tới chảy máu rồi. Sao mọi người nhẫn tâm nhìn cảnh này mà không ai lên tiếng? Một người nhà của con bé vội vã giải thích, không sao đâu cô ơi, con bé nhà tôi bị ma nhập, chúng tôi đưa đi khắp mọi nơi mà không ai trục dông được. Cũng may có người giới thiệu thầy Hạnh nên chúng tôi tới nhờ thầy. Lần trước thầy đã giúp con bé lấy được hồn về nhưng chưa trục được dông. Thầy hẹn 7 ngày quay lại, thầy sẽ trục dông con ma khỏi người con bé. Tôi là cô con bé mà. Cô An nhìn vào trong nhà, thấy thầy Hạnh đang ấn người con bé gập xuống đất. Con bé đã thôi không gào thét, ánh mắt nó cũng không hung dữ như ban nãy. Cô con bé nói tiếp, đấy, con bé ngoan rồi đấy cô ạ, thầy chắc trục được dông con ma ra rồi. Một người hỏi, con bé bé tí, thế sao mà đã bị dông theo hả cô? Cháu trước đây ngoan lắm, mấy tháng trước cháu đi học về, kêu đau bụng rồi đau đầu. Cả nhà tôi nửa đêm phải chở cháu đi cấp cứu. Cháu vào đến bệnh viện thì đột ngột khỏe mạnh, không còn kêu đau đớn nữa, nên bác sĩ cho cháu về nhà theo dõi. Tuy nhiên cứ nửa đêm là cháu lại ôm đầu gào thét, làm cả xóm cũng bị đánh thức. Chúng tôi mới đi xem thì thầy nói là con bé bị ma ám. Chúng tôi đi biết bao nhiêu thầy nhưng mà không ai giúp được. Cũng may nhờ gặp được thầy Hạnh, tôi hy vọng là hôm nay thầy sẽ trục được dông. Cô An hơi nhíu mày, chỉ là con bé nửa đêm ôm đầu gào khóc mà thầy nói là bị ma ám hay sao? Sao cô không cho đi bác sĩ kiểm tra đầu xem con bé bị đau do đâu? Nhà tôi cho đi cả Hà Nội khám rồi, bác sĩ nói là không làm sao cả nên mới đi xem. Mà con bé từ hôm ấy đầu óc không bình thường nữa cô ạ. Nó cứ tha thẩn một mình. Nó nghỉ học từ đó đến giờ rồi đấy. Mắt nó lúc nào cũng lừ đừ, nhiều lúc nó hay trợn lên dữ tợn rồi gầm gừ những âm thanh khó nghe lắm. Cũng không phải tự nhiên chúng tôi cho cháu đi xem rồi trục dông đâu. Mọi người bây giờ mới gật gù ra điều đã hiểu chuyện. Cô của đứa bé nói tiếp, tuần trước chúng tôi tới nhà thầy Hạnh này xem. Vừa vào tới sân, thầy từ trong nhà lao ra túm lấy con bé, vả liên tiếp mấy cái vào mặt của nó rồi bảo, mày là ma dại nơi nào mà đòi chiếm thân xác của người khác? khôn hồn thì mau cút đi cho tao. Cả nhà tôi đều bất ngờ lắm. Chúng tôi nghĩ thầy chắc biết sớm hết mọi chuyện rồi ấy chứ. Nếu không bao nhiêu người đang đứng, thầy bỗng dưng lao vào con bé mà đánh như thế chứ. Bà Tâm bấy giờ mới hỏi, nếu quả thật đúng như lời cô nói thì thầy Hạnh rất giỏi. Người phụ nữ kia gật gù. Dân ạ, thầy giỏi lắm. Tôi nghe mấy người ở quê ai cũng ca ngợi hết. Mà Ngặt nói là thầy có cách bắt ma hơi khác người. Thầy khó tính, thầy quát tháo rồi đánh đập. Hôm tôi tới xem có người bị tát chảy máu miệng máu mũi ra ấy. Rồi con cháu tôi cũng bị như vậy, thầy giá cho sưng cả mặt. Tuy nhiên sau khi về nhà con bé lại ngoan ngoãn, không còn trừng mắt hung dữ hay là tha thẫn một mình nữa. Tôi nghĩ là sau hôm nay về con bé có thể đi học bình thường như trước kia. Nghe cô con bé nói vậy, ai nấy đều gật đầu thán phục khả năng đặc biệt của thầy Hạnh. Tuy nhiên ai đến xem cũng hơi ái ngại vì cách xem đặc biệt của thầy. Người nào xem nặng thì mồm miệng chảy máu, nhẹ thì cũng ăn và cái giả. Cô An bất giác đưa tay lên sờ má. Bà Tâm hiểu ý con dâu nên bảo, lát con để mẹ vào xem, con cứ ngồi yên là được. Cô An đáp, việc của nhà con thì con phải xem, sao con để mẹ xem thai chứ ạ? Hơn nữa mẹ già yếu rồi, phận làm con ai lại bất hiếu như vậy được. Con không sao đâu mẹ, cùng lắm thì thầy giải cho con như cháu bé kia. Cháu ấy chịu được thì với con có là gì đâu. Vừa hay thầy cũng xem xong và trục dông cho cô bé. Thầy đưa cho người nhà nắm vàng mã to, rồi bảo cô đứa bé mang ra thùng hóa vàng, hóa gửi cho cái dòng kia, để nó không theo ám người khác nữa. Thầy bước ra sân nhìn một lượt tất cả mọi người đến xem, rồi đi thẳng ra giường. Tiếng xì xào vang lên. Thầy vừa trục dông xong, mệt cho nên cần nghỉ. Thông thường thầy sẽ nghỉ 10 phút rồi quay vào. Thầy nhìn trúng người nào thì sẽ xem cho người ấy. Cô An thắc mắc, chứ không phải ai đến trước sẽ được xem trước hay sao hả chị? Người đó lắc đầu, thầy này đặc biệt khác người ở chỗ ấy. Nếu thầy nhìn trúng ai thì xem cho người đó, chứ không thiên vị cho ai cả. Vậy nên mới có những người đến đây chờ cả mấy ngày mà không xem được, nhưng có người vừa đến lại xem được ngay. Bà Tâm gật đầu, vậy thì chúng ta sẽ có hy vọng được xem nếu có duyên với thầy. Mẹ đang nghĩ đông người thế này thì chắc tối mới đến lượt mẹ con mình mất thôi. Chờ chừng 10 phút, thầy Hạnh ở ngoài giường đi vào sân. Thầy quét mắt một lượt nhìn mọi người, đôi môi tô son đỏ chót, hơi mấp máy, rồi bất chợt lên tiếng. Ở đây có người bị chết oan, đang nhờ ta giúp đỡ. Gia đình nào có người mới mất, mau theo ta vào trong điện. Cô An nghe vậy cũng vội đứng lên. Phía góc sân cũng có hai người khác đứng dậy cùng lúc ấy. Thầy nhìn qua một lượt những người đứng dậy, rồi chỉ tay vào cô An. Cô này, theo tôi vào điện. Những người khác tiếp tục chờ tới lượt. Bà Tâm cũng đứng dậy theo cô An đi vào điện. Thầy hỏi bà Tâm, bà là gì với cô này? Bà Tâm đáp, tôi là mẹ chồng, còn đây là con dâu của tôi. Thầy chỉ cho hai mẹ con cô ngồi xuống chiếu đối diện với thầy. Cô An nhanh tay lấy tiền đặt vào ban, rồi ngồi xuống cạnh bà Tâm. Thầy liếc nhìn cô An, khẽ nhếch mép cười. Nhà cô có người mới mất, nhưng gia đình lại gặp chuyện chẳng lành, có đúng không? Cô An đáp, vâng thưa thầy, là chồng con nghĩ quẩn nên treo cổ tự tử. Con nhờ thầy xem giúp có chuyện gì hay không ạ? Thầy chỉ tay vào mặt cô An mà quát. Điêu ngoa, cô dám đổ lỗi cho người chồng mình hay sao? Tội của cô lớn lắm. Cô An ngơ ngác. Sao thầy lại nói như thế ạ? Con có làm gì đâu. Tại sao thầy lại nói tội của con ạ? Thầy giơ tay tát thẳng vào mặt cô An một cái, cháy má. Cô An bị đánh bất ngờ, khẽ kêu lên. Bà Tâm thấy thương con dâu, mong thầy nương tay chiếu cố, nhẹ tay giúp cho. Chúng tôi đội ơn thầy. Thầy trợn mắt quát. Loại đàn bà hư hỏng, khiến chồng phải tự vẫn, không đáng được thương xót. Cô An tức giận. Thầy có thể nói gì cũng được, nhưng không được phép sỉ nhục nhân cách của tôi. Thầy tính giơ tay lên tát cô An thêm một cái nữa, nhưng cô nhanh chóng nắm lấy tay thầy. Cô nói, tôi và thầy không thù không oán, sao thầy đổ tiếng ác cho tôi? Thầy nhếch mép. Cô là con quỷ cái, vì cô nên chồng cô mới chết oan ức, oán khí trùng trùng. Cô tính mồm ngoài mép giải trước cửa điện hay sao? Cô An đáp, tôi không làm gì sai, tôi cũng không có lỗi với chồng con, tại sao tôi phải nhận? Thầy đáp, cô. Chính cô giết chết con của cô nên chồng cô mới bị đứa bé bắt đi. Cô là kẻ ác đức đã giết hại đứa con của mình. Cô là con quỷ dữ. Mẹ chồng cô An sững người. Thầy nói cái gì vậy? Con dâu tôi trước giờ ngoan ngoãn hiền lành, thầy có nhầm không? Thầy đáp, bên âm nhà bà báo chính cô ta đã bỏ một đốt đó giờ đang oán hận. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà bà do cái đốt bỏ ấy mà ra. Vòng Oán phần 12, tác giả Hạ Dương, Phú Dương. Bà Tâm nhìn cô An đầy thắc mắc. Có chuyện đó sao con? Cô An một mực chối. Con không có mẹ ơi, con chưa sảy thai bỏ một đốt nào cả. Không thể có chuyện có đốt bỏ oán hận con đâu mẹ. Thầy giơ tay lên định túm lấy cô An, nhưng cô An đứng bật dậy. Thầy nói vậy là đặt điều cho tôi mà định đánh tôi ư? Tôi không phải là đứa trẻ lên ba cho thầy muốn làm gì thì làm đâu. Thầy tức giận. Ý cô làm sao? Cô định bảo tôi nói bậy sao? Tôi làm nghề này bao nhiêu năm nay, chưa khi nào nói sai nửa câu. Cô thử hỏi những người đến đây xem, người ta tin lời cô hay tin lời tôi? Cô An cũng tức giận. Nếu thầy làm bởi cái tâm thì tôi không nói làm gì. Tôi vốn dĩ không như thầy nói. Thầy đừng dựa thánh mà phán bậy, tôi không để yên đâu. Thầy đáp, đúng là già mồm, cô định cả vú lấp miệng em sao? Tôi mỗi ngày nói chuyện với bao nhiêu linh hồn, không lẽ linh hồn biết nói dối sao? Cô An đáp, linh hồn không nói dối, nhưng người buôn thần bán thánh như cô thì xảo trá, cô nói không đúng sự thật. Thầy bỗng run lập cập rồi trợn mắt lên, đổi giọng léo nhéo. Bà ác lắm, bà giết chết tôi sẽ không tha cho bà đâu. Mọi người bắt đầu bàn tán, vì ai cũng nghĩ thầy đang bị dông nhập. Thầy lai tay bà Tâm. Bà nội, cháu chết oan ức lắm, bà ta ác như quỷ, bà ta không cho cháu thành người, cháu sẽ bắt hết mọi người xuống dưới này với cháu. Bà Tâm đang băn khoăn, không biết nên trả lời thế nào, thì dông nói tiếp. Bố cháu cũng bị cháu dẫn đi rồi, sắp tới cháu sẽ dẫn tiếp những người khác. Cô An cười khẩy. Bà đúng là uổng chữ thầy. Bà là thầy phù thủy, chuyên hại người. Bà định lợi dụng dông nhập mà hại tôi sao? Thầy hét lên. Bà im miệng, tôi sẽ bắt hết những người thân của bà. Cô An tức giận lao vào túm lấy bà thầy, tát điên tiếp mấy cái liền. Thầy đánh người ta quen tay, hôm nay bị cô An tát cho sưng cả mặt, kêu gào mọi người cứu. Cô An đáp, tôi đánh cái dông đang ốp vào thầy Hạnh, chứ không phải đánh thầy. Cái dông này láo toét, tôi giả chết nó luôn. Tiếng những người đi xem bắt đầu bàn tán xôn xao. Mọi chuyện như thêm phần kỳ bí cho câu chuyện của nhà cô An. Bà thầy bị tát cho cháy má, những ngón tay chằng chịt hằn lên hai bên má, phồng miệng lên quát. Bà giỏi lắm, cả thầy mà bà cũng dám đánh, thì giết bỏ một cái thai mới thành hình, thì sao bà không dám? Cô An đáp, vậy sao? Vậy tôi tên gì? Mẹ chồng tôi tên là gì? Trong nhà tôi còn những ai? Nói đi. Mẹ chồng cô An cũng đứng dậy. Phải rồi, tôi tin con dâu của tôi. Nếu thầy không nói được thì chúng tôi không tin. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Thầy mau nói đi, nếu không nói được thì là lừa đảo rồi. Cùng lúc ấy, tiếng gào khóc vang lên ngoài ngõ. Tiếng khóc càng ngày càng to, và đoàn người dồn về phía nhà thầy Hạnh. Một người phụ nữ mập mạp dẫn đầu đoàn người xông thẳng vào điện. Thầy Hạnh đâu? Quân lừa đảo, mau ra đây đền mạng cho con tôi. Mọi người bắt đầu xúm đèn xúm đỏ lại. Thầy Hạnh mặt mũi tái mét, chứ không còn hung dữ như trước nữa. Người phụ nữ mập mạp ấy quát lên. Con yêu tinh, quân lừa đảo, mau trả lại mạng cho con tôi. Cả đoàn người khiêng luôn chiếc quan tài vào điện. Thầy lắp bắp. Mấy người tính làm gì vậy? Con tôi đến nhà thầy xem, thầy bảo nhà tôi gặp hạn lớn, phải lập đàn, cắt dây ăn nghiệp chướng, nếu không con tôi sẽ chết. Con tôi đưa cho thầy 130 triệu để lập đàn, mà mới được có 1 tháng, con tôi đã qua đời. Cô mau trả lại mạng cho con tôi. Những người đến điện xem cũng ồ lên, tiếng bàn tán ồn ào. Sao thế nhỉ? Lập đàn mất 130 triệu mà người vẫn chết, vậy chẳng phải lừa đảo ư? Một người khác lên tiếng. Vừa nãy thầy cũng bảo nhà cô kia là có bỏ một đốt rồi đốt bỏ báo án, không lẽ cũng lừa đảo sao? Thì rõ ràng lừa đảo rồi còn gì. cô kia đã nói không bỏ sảy đút nào mà. Bà Tâm thấy đoàn người làm ầm ĩ cũng kéo cô An ra ngoài. Ra ngoài thôi con, bà thầy này lừa đảo rồi, chúng ta ở đây làm gì nữa. Tiếng người phụ nữ mập mạp kia cứ quát tháo ầm ĩ. Quân lừa đảo, ôi con ơi, con mất oan ức quá, đúng là quân lừa đảo mà, bà mau trả lại mạng cho con tôi. Thầy Hạnh lấy lại bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh đi, chắc có hiểu lầm chứ tôi đã lập đàn cắt đứt dây oan rồi, không có chuyện đó đâu. Cầm miệng, quân lừa đảo, mọi người mau vào đây mà xem quân lừa đảo. Thầy vì cái thể loại khốn nạn này, nó lấy của con tôi 130 triệu để lập đàn cúng bái mà con tôi vẫn chết. Ôi con ơi, sao con ngu muội tin lời loại người lừa đảo này để chết oan ức quá con ơi. Tiếng hô hào, đập chết nó đi, quân lừa đảo này sống chỉ thêm chật đất thôi, mọi người mau đập chết nó đi. Hàng xóm láng giềng nghe ầm ĩ cũng chạy sang xem náo nhiệt. Mẹ con cô An kéo nhau ra về tránh phiền toái. Bà Tâm bực mình nói, thật không thể nào chấp nhận được, trên đời này lại có người phụ nữ khốn nạn đến thế, lừa người ta mà còn làm ra vẻ tài giỏi lắm ấy. Cô An, lúc bà ta đánh đứa bé kia là con thấy khó chịu rồi, tuy nhiên con không nghĩ là bà ta lại ác đến thế. Bà Tâm nhìn cô An, con còn đau hay không? Cô An lắc đầu, con hết đau rồi mẹ à. Biết thế này lúc ấy con tranh thủ tác cho cô ta thêm vài cái nữa, cho cô ta chịu cái tội lừa đảo, điêu ngoa, hại người đi. Bà Tâm đáp, phen này cả nhà bà mập ấy cũng chẳng tha cho cô ta nữa đâu. Lấy của người ta những 130 triệu mà con người ta lại bị chết, thì người ta chẳng đào nhà lên cho ấy chứ. Có khi phải bán cả nhà đi nơi khác, làm lại cuộc đời, chứ ở đây cũng không yên. Cho cô ta chừa, lừa đảo ăn tiền của bao nhiêu người mà giờ mới bị lộ. Cũng may là cô ta bị lộ, nếu không thì còn nhiều kẻ khác bị lừa nữa mẹ à. Hai mẹ con cô An về nhà mà không được việc. Bà Tâm kể lại cho mọi người nghe chuyện ở nhà bà bói tên Hạnh, làm ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Thầy bây giờ cũng năm bãi loại thầy, thật tình không biết, không giúp được thì để người ta đi tìm thầy khác. Đằng này cứ ôm hết về mình, lấy tiền mồ hôi nước mắt của người ta, rồi buôn thần bán thánh. Cô An nói, vậy chứ sao thánh không giật cho bà ta méo miệng, cho bà ta không đi lừa đảo người khác nữa nhỉ? Chú Đồng lo lắng, vậy bây giờ chả biết đường nào mà lần, chuyện nhà mình biết giải quyết làm sao bây giờ? Nếu không may chúng ta cũng gặp phải thầy lừa đảo như thế thì phải làm sao? Bà Tâm thở dài, nghe cậu Hòa nói 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp được quý nhân. Hôm nay đã là 1 ngày rồi, còn 2 ngày nữa thôi. Vợ chồng chú Bắc cũng ghé nhà chú Đông hỏi thăm tình hình bà Tâm và cô An đi xem. Chú Bắc hỏi, vậy đêm qua mẹ trực tiếp nhìn thấy cái bóng trong giường chú đúng không? Bà Tâm nói chắc như đinh đóng cột. Phải, mẹ tính đi tiểu nhưng vừa mở cửa ra đã thấy cái bóng ở giường rồi. Mẹ còn soi đèn ra giường chuối và thấy mắt của nó đỏ rực. Nó nhìn chằm chằm về phía mẹ, làm cho mẹ hoảng quá, đánh rơi cả cái đèn luôn. Chú Bắc nói, vậy đêm nay con ra nhà chị An cùng mẹ xem sao. Nếu thật sự có ma, chúng ta bắt con ma ấy lại hỏi cho ra lẽ. Ý kiến của chú Bắc vừa đưa ra thì tất cả mọi người đều không tán thành. Cô An nói, ma quỷ không đùa được đâu, tôi chỉ sợ chúng ta chọc giận vong hồn thôi. Biết đâu dòng ấy không phải là của anh Nam thì sao? Chú Bắc, chị yên tâm đi, mà nó kỵ tỏi mà. Đêm nay em sẽ đeo cả cân tỏi lên người, xem nó làm gì được em. Chú Đồng cũng đồng tình. Ý kiến của chú Bắc cũng được đấy. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận. Đêm nay tôi trực rồi, hay đêm mai tôi nghỉ làm thì tôi và chú sang bên nhà chị An được không? Chú Bắc đáp, anh bận thì cứ đi làm đi, một mình em đi được rồi anh à. Chú Bắc cùng mẹ con cô An về nhà cô An. Bà Tâm mua thêm rất nhiều tỏi mang về, phòng trường hợp gặp ma thật thì dùng đến. Cả 3 giờ đến cổng thì thấy chú Mạnh đang ngó nghiêng vào nhà. Cô An hỏi, bác Mạnh có chuyện cần gặp em hay sao? Chú Mạnh đáp, cô đi đâu mà mấy ngày nay không thấy ở nhà. Mẹ tôi bảo đêm qua không biết nhà cô có chuyện gì mà nghe tiếng la hét ầm ĩ nên bảo tôi sang hỏi thăm xem sao. Cô An mở cửa mời mọi người vào nhà. Bà Tâm đáp, là đêm qua con An nhà tôi mơ thấy ác mộng nên la hét lên. Chắc đêm thành vắng nên làm bà bên ấy tỉnh giấc. Chú Mạnh đáp, đêm qua cháu đi trực không có ở nhà, Cháu nghe mẹ cháu nói lại nên giờ sang hỏi xem có chuyện gì không. Dù gì cũng là hàng xóm láng giềng với nhau bác ạ. Bà Tâm: Thật là quý quá, cảm ơn nhà anh Mạnh nha. Chú Mạnh thật thà: Đêm qua mẹ cháu bảo chó sủa nhiều nên mẹ cháu không ngủ được. Mẹ cháu dậy đi vệ sinh, thấy bên giường nhà bà có ánh đèn sáng. Mẹ cháu đứng ngay hiên nhìn không rõ vì mẹ cháu bị mờ mắt. Nhưng mẹ cháu khẳng định là có ai mặc áo trắng đi lại trong vườn nhà cô An. Mẹ cháu cứ lo nhà lại có chuyện không hay, nên sáng cháu về mẹ cháu bắt sang hỏi ngay mà cháu không thấy cô An đâu. Cô An phạm nước cầm vào mời khách. Cô hỏi: Vậy là bà Mừng cũng nhìn thấy cái bóng trắng trong vườn ư? Chú Mạnh đáp: Ừ, tôi thấy mẹ tôi nói thế. Chú Bắc bấy giờ mới hỏi: Anh, có khi nào nghĩ đó là ma không? Chú Mạnh nghe vậy bèn cười lớn: Chú đùa tôi hả? Tôi là công an đấy, làm gì có ma với quỷ chứ. Bà Tâm đáp: Nhưng mà chính mắt tôi nhìn thấy, mắt nó đỏ rực, nó cứ lơ lửng trong vườn chuối một lúc rồi biến mất. Chú Mạnh vẫn không thay đổi quan điểm: Không có ma đâu bác ạ. Nếu có ma thì con tình nguyện bỏ mũ công an vì làm thầy mo đi bắt ma phục vụ mọi người. Chú Bắc cười: Anh không tin sao? Tôi cũng không tin, nhưng mà chuyện xảy ra ở nhà tôi lạ lắm. Từ lúc anh Nam nhà tôi mất đến giờ có quá nhiều điều trùng hợp. Tôi không tin cũng không được. Đêm nay tôi ở đây tính xem còn ma ấy mòm ngang mũi dọc ra sao đây. Chú Mạnh đáp: Vậy đêm chú gọi cho tôi sẽ phụ chú một tay bắt con ma ấy lại. Tôi cũng muốn xem con ma mòm ngang mũi dọc ra làm sao. Mọi người chuyện trò một lúc thì bà Mừng gọi chú Mạnh về nhà vì có khách. Chú Bắc cũng đi ngủ sớm, chuẩn bị cho đêm dài thức chiến đấu với con ma trong vườn chuối. Đêm đó đúng 1 giờ, tiếng chó bắt đầu tru lên từng hồi dài, làm cô An giật mình tỉnh dậy. Bà Tâm cũng bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh dậy. Phía giường bên kia, chú Bắc cũng dậy, chuẩn bị tinh thần. Bà Tâm khẽ nhẫm dậy gọi con trai: Hôm trước, chó cũng tru lên như vậy, thì mẹ thấy cái bóng ở trong vườn chuối con à. Chú Bắc đứng ra cửa, nhìn thẳng ra vườn chuối, nhưng mãi không thấy cái bóng trắng mà mọi người nhắc đến xuất hiện. Chú chờ 2 tiếng đồng hồ liền thì cơn buồn ngủ ập đến. Chú ngáp ngắn ngáp dài bảo với bà Tâm: Có lẽ đêm nay con ma không xuất hiện nữa, mẹ con mình đi ngủ thôi. Bà Tâm cũng đồng ý với ý kiến của con trai. Tuy nhiên, mọi người vừa đi nằm một lúc thì tiếng động lại vang lên. Cô An ngồi bật dậy: Hình như tôi nghe có tiếng bước chân. Chú Bắc cũng đáp: Không lẽ nhà có trộm, em cũng nghe thấy tiếng chân người đi. Chú Bắc cầm chiếc đèn rồi nép sát ra cửa nhìn ra ngoài sân. Chú quét mắt một lượt ngoài vườn chuối rồi nhìn về phía cửa bếp, cũng không thấy động tĩnh gì. Chú phàn nàn: Chẳng lẽ là tiếng chuột chạy? Bà Tâm nhắc: Thôi, con tranh thủ ngủ đi, mai còn đi làm, nếu nó tới thì sẽ tới thôi. Cả nhà đi ngủ lại và ngủ ngon tới sáng hôm sau mà không nghe thấy tiếng động nào nữa. Sáng cô An dậy sớm nhất, cô vừa mở cửa thì sợi dây thòng lọng bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt cô. Vòng Oán phần 13, tác giả Hạ Dương, Phú Dương. Cô An hét toáng lên rồi đóng sập cửa lại. Chú Bắc chạy vội ra: Chị An, chị bị sao thế? Cô An lắp bắp: Cái dây thòng lọng. Chú Bắc nhíu mày rồi mở toang cửa ra. Sợi dây thòng lọng nằm ngay trước mặt chú Bắc. Chú nhặt sợi dây lên thắc mắc: Sao lại có sợi dây ở đây? Chẳng lẽ đêm qua có kẻ nào đã bỏ lại ở đây ư? Bà Tâm đi ra nhìn, thấy sợi thòng lọng, mặt mũi cũng tái mét. Có chuyện gì vậy? Sợi thòng lọng ở đâu ra vậy? Cô An đáp: Con vừa mở cửa ra thì nó rơi ngay xuống trước mặt con mẹ ạ. Chú Bắc cầm sợi dây vào nhà, chú nói: Chẳng lẽ có kẻ nào tính dọa ma quỷ ở nhà chúng ta hay sao? Cái này chỉ người nào đó cố ý bỏ lại đây, chứ ma quỷ nào đem sợi dây vào đây được. Bà Tâm đáp: Kỳ lạ thật, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chú Bắc đứng dậy đi thẳng sang nhà chú Mạnh gọi cửa. Chú Mạnh lúc ấy cũng đang chuẩn bị đi làm. Thấy chú Bắc sang nhà bèn trêu: Chú có bắt được con ma đêm qua hay không? Chú Bắc đáp: Em không thấy con ma nào cả, nhưng sáng chị An thấy cái này ở cửa. Anh xem có phải kẻ nào đã cố ý để ở đây dọa chị ấy hay không? Chú Mạnh nhìn sợi dây hơi nhăn mày: Sợi thòng lọng của chú Nam đã dùng thắt cổ à? Tôi tưởng đã có người đốt nó rồi cơ mà. Chú Bắc: Cùng loại dây thần thoa nạ, dây này anh Nam buộc chuối, nhà em có nhiều lắm. Chú Mạnh, cô An thấy sợi thòng lọng ở đâu? Ở ngay cửa ra vào anh ạ. Chị ấy mở cửa ra thì thấy luôn. Chú Mạnh, có kẻ nào tính dọa ma nhà cô An đấy chú ạ. Tôi nói rồi mà, làm gì có ma với quỷ. Chú Bắc, anh làm công an, anh có thể giúp chúng em tìm hiểu chuyện này không ạ? Chú Mạnh, chuyện của chú Nam đã qua rồi, chú ấy cũng mất hơn 3 tháng rồi mà. Giờ chú muốn tôi tìm hiểu kiểu gì? Chị An nhà em nhát ma lắm, lại kết hợp chuyện mẹ em với bọn trẻ con nhà chị ấy nhìn thấy cái bóng trắng ở vườn chuối nữa, nên chị ấy lo chuyện chẳng lành. Chị ấy với mẹ của em đi xem thầy bói, thầy gọi là anh Nam nhà em chết oan, có oan tình gì đó nên chị ấy sợ. Chú về khuyên cô ấy đừng tin bói toán, kẻo lúc tiền mất tật mang đấy. Trên đời này làm gì có ma mà sợ. Hơn nữa, chú Nam tự tử chứ làm gì mà có oan tình. Chẳng lẽ bên công an đã kết luận rồi sao? Dân, em cũng biết thế, em cũng không tin ma quỷ cho lắm. Nhưng chuyện mẹ em bị nhập, rồi thằng Mít bé tí cũng bị nhập, nên em không tin không được anh ạ. Được rồi, chuyện này chúng ta nói chuyện sau. Tối tôi đi làm về, sẽ sang nhà nói chuyện với cô An. Giờ tôi đi làm đã. Chú Bắc cũng về đi làm. Hai mẹ con cô An cả ngày đứng ngồi không yên vì sợi dây thòng lọng xuất hiện ở cửa. Cô An băn khoăn. Có khi nào đây là sợi dây thòng lọng thầy Mâu đã nhắc tới không mẹ? Thầy ấy nói có ít nhất 4 mạng người tiếp nữa. Con lo lắm mẹ ạ. Bà Tâm cũng rất lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh con dâu. Con cứ bình tĩnh đi. Anh Mạnh cũng nói cái này do người nào đó làm chứ không phải do ma quỷ rồi còn gì nữa. Chúng ta chờ anh Mạnh đi làm về rồi xem anh ấy nói gì. Nhưng mà chuyện bóng ma trong vườn chuối thì giải thích sao hả mẹ? Bà Tâm thở dài. Chúng ta giờ cũng đâu biết được mọi chuyện là thế nào. Có khi nào quý nhân mà thầy Mâu nhắc đến là anh Mạnh công an không con? Cô An lắc đầu. Cô không biết mẹ ạ. Anh Mạnh có phải là thầy Mâu đâu ạ. Anh ấy là công an và không tin mấy chuyện ma quỷ này đâu. Tối đó, mọi người tập trung tại nhà cô An. Chú Mạnh nhất mực khẳng định không thể có chuyện ma quỷ xuất hiện. Sợi dây thòng lọng rất có thể do kẻ nào cố ý để lại nhà cô để dọa mọi người. Có thể đó là kẻ trộm muốn trộm cắp đồ trong nhà cô An, đã lợi dụng cái chết của chú Nam và việc nhà cô tin bói toán nên sắp xếp như thế. Chú Đông và chú Bắc bán tín bán nghi nhưng không dám khẳng định chắc chắn, bởi lẽ cả hai tận mắt chứng kiến dông nhập bà Tâm và cô Mít trong các ngày thầy Hiện làm lễ cho chú Nam. Cô An thì rất hoang mang lo sợ. Cô cứ một mực khẳng định chắc chắn có bóng ma nào đó đang tìm cách hại gia đình cô. Sau cùng chú Mạnh nói, tôi vẫn tin trên đời này không có ma quỷ gì cả. Nếu đêm nay con ma ấy xuất hiện thì mọi người gọi điện sang nhà tôi nhất định sẽ giúp mọi người bắt con ma ấy lại. Đêm đó cả chú Đông và chú Bắc ở lại nhà cô An. Cả nhà thức tận khuya, qua 1 giờ nhưng không hề thấy bóng ma xuất hiện. Đột nhiên tiếng chó lại tru lên, hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Bà Tâm lo lắng. Tiếng chó tru đêm nay lạ lắm, có khi nào con ma lại xuất hiện hay không? Chú Bắc và chú Đông lập tức người cầm đèn, người cầm gậy đứng ra cửa quan sát. Phía vườn chuối quả nhiên có tiếng động. Một bóng trắng lượn lờ ở vườn chuối đập luôn vào mắt hai người. Chú Đông gọi, mọi người xem, có phải con ma đó không? Cô An và bà Tâm cũng đứng sát ra cửa nhìn chằm chằm về vườn chuối. Quả nhiên con ma áo trắng lại xuất hiện. Nó quay đầu nhìn về phía mọi người, mắt nó đỏ rực rồi lại nhấp nháy. Chú Đông bàn với mọi người, con và anh Bắc sẽ ra ngoài kia, mẹ với chị An ở yên trong nhà. Nếu có chuyện không hay gọi điện cho bác Mạnh. Con nghĩ là trộm chứ không phải ma quỷ gì đâu. Nói xong chú mở cửa cùng chú Bắc tiến thẳng ra vườn chuối. Điện trong nhà nhấp nháy liên hồi rồi tắt ngấm. Cô An bám chặt tay mẹ chồng. Mất điện rồi mẹ. Mẹ chồng cô lo lắng. Cô mau điện thoại cho anh Mạnh đi, mẹ thấy không ổn. Cô An sực nhớ ra nhà đang sử dụng điện thoại không dây. Mẹ ơi, điện thoại nhà con mất điện là không gọi được. Ngoài vườn chuối, tiếng chú Bắc hét lên rồi im bặt. Chiếc đèn mỏ cũng tắt theo. Bà Tâm mở vội cửa chạy ra ngoài. Mau kêu người tới cứu đi con, thằng Bắc có chuyện rồi. Cô An kéo lấy tay mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ ra đó nguy hiểm lắm. Bà Tâm lao vội ra ngoài miệng hô hoáng. Cứu người! Có ai không? Mau cứu người! Tiếng bà Tâm hô to là mấy nhà hàng xóm cũng dậy mở cửa chạy sang xem. Chú Mạnh bên kia cũng bật tường chạy sang hỏi. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô An hô lên. Chú Bắc với chú Đông biến mất ở vườn chuối rồi. Mọi người nhào ra vườn chuối, thấy bà Tâm đang ngồi ôm lấy hai con. Trời ơi, con làm sao thế này? Có ai không? Mau cứu lấy con tôi! Cả hai anh em, chú Đông đang nằm gục trên đất. Chú Mạnh bế xốc chú Đông dậy. Người hai chú không có bất cứ vết thương nào. Chú hô. Mọi người, mau đỡ họ vào nhà giúp tôi đi. Chú Mạnh lấy đèn soi một lượt quanh giường, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, nên cũng vào nhà ngay sau đó. Cô An ốp tay lên ngực, kiểm tra, thấy hai chú vẫn còn sống, vừa khóc vừa nói. Tim vẫn đập, may quá, có ai gọi cho tôi cái xe cấp cứu đi. Hai anh em chú Đông được đưa vào viện ngay sau đó, xe đi được nửa đường thì hai chú tỉnh lại. Bà Tâm nước mắt lưng tròng. Con ơi, con sao rồi? Con làm mẹ lo quá. Chú Đông hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Đây là đâu? Bà Tâm đáp. Có chuyện gì ở vườn chuối, mẹ thấy tiếng thằng Bắc hét lên rồi im bặt. Mẹ hô hoáng mọi người sang thì thấy hai con nằm gục trên đất. Chú Đông ôm đầu nhăn nhó. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng con đi ra vườn thì cái bóng trắng ấy biến mất. Anh em con soi đèn tìm kiếm thì bất ngờ con bị ngất liệm đi. Nhưng mà có điều lúc ấy người con cảm giác lạnh lắm. Cô An hỏi chú Bắc. Chú thấy cái gì? Sao chú lại hét lên vậy? Chú Bắc nhớ lại. Lúc ấy em nhìn thấy con ma. Con ma ấy có đôi mắt đỏ rực. Em vừa tới gần thì thấy miệng nó há ra rồi thở ra một luồng khí lạnh. Em sợ quá hét lên thì bị ngất liệm đi luôn. Đúng là trong vườn nhà mình có ma thật đấy. Bà Tâm hỏi. Có phải thằng Nam không con? Chú Bắc lắc đầu. Con không thấy mặt của nó vì toàn thân màu trắng toát, trừ hốc mắt sâu và đỏ rực, nhìn rất đáng sợ. Chú Mạnh nghe vậy nhíu mày. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy được chứ? Có đánh chết tôi cũng không tin trên đời này có ma. Tôi sẽ điều tra lại chuyện này xem sao, chắc chắn có ẩn khúc gì ở đây. Chú Đông và chú Bắc đều bình an vô sự nên mọi người trở về nhà. Ai cũng mệt mỏi vì bí ẩn cái bóng trắng trong vườn chuối. Hàng xóm bắt đầu bàn tán về chuyện ma quái nhà chú Nam. Hầu như mọi người đều bán tín bán nghi về chuyện có ma quỷ ở đấy, trừ chú Mạnh không tin mà thôi. Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu tập trung rình mò xem con ma ấy có xuất hiện hay không, thì tuyệt nhiên nó lại hoàn toàn biến mất, không một dấu vết. Chú Bắc hoài nghi. Không lẽ con ma lại sợ chúng ta nên không đến nữa? Chú Đồng đáp. Ma nó mà sợ thì đã không xuất hiện dọa hai anh em ta ngất liệm ở vườn chuối rồi. Mà anh còn thấy nó, chứ em còn chưa kịp nhìn đã ngất mất rồi, còn đâu nữa. Chuyện cứ kỳ bí như thế, không ai có lời giải đáp chính xác. Cô An thì ngày đêm thấp thỏm lo âu đến mức ăn không ngon ngủ không yên. May mắn có cậu Tiến đi công tác trở về. Cậu nghe chị gái kể lại mọi chuyện cũng bắt đầu lo lắng. Nếu vậy, chúng ta nhanh chóng tìm thầy về trấn ma chị à. Cô An, chị cũng đi nhưng mấy lần đều không gặp đúng thầy. Người ta nói không có duyên nên chưa gặp được cao nhân cậu à. Cậu Tiến đáp. Chúng ta cứ phải tìm thôi, chứ cứ ngồi nhà chờ thì biết làm sao. Ngay từ ngày anh Nam mất, em đã linh cảm chuyện chẳng lành rồi. Chắc chắn chuyện này không kết thúc dễ dàng như thế đâu chị. Ngày mai em xin nghỉ sẽ đưa chị đi gặp thầy Mo ở Cao Bằng. Thầy này mới ở nước ngoài về, lập đàn trả nợ tào quan cho sếp em ở trên chùa. Em nghe người ta nói thầy này giỏi lắm chị à. Cô An nghe nhắc tới chuyện thầy ở nước ngoài về thì mừng như bắt được vàng. Chúng ta đi ngay được không cậu? Thầy Mau lần trước chị gặp cũng nói thầy đó ở nước ngoài. Cậu Tiến đáp. Hôm nay thầy bận lập đàn rồi chị. Em có nhờ sếp em giúp đỡ. Ngày mai chị em mình sẽ sang nhà sếp em gặp thầy trao đổi. Hy vọng là nhà mình có duyên được thầy chiếu cố. Ngày hôm sau, cậu Tiến chở cô An đến nhà sếp Tân. Anh Tân được Tiến nhờ vả nên vui vẻ nhận lời giúp đỡ hai chị em. Cô An tới nơi đã thấy một người đàn ông mặc bộ quần áo nhà chùa ngồi ở phòng khách uống nước. Cô chưa kịp lên tiếng chào thì thầy đã nói trước. Cô tới nhờ tôi giúp trấn vong có đúng không? Cô An đáp, "Dân, con chào thầy, con nghe nói thầy về Việt Nam có việc, nên nhờ anh Tân sắp xếp, xin gặp thầy, nhờ thầy phát tâm làm phúc cho con ạ." Thầy gật gù. "Cô có mang ảnh người đã khuất đến đây hay không?" Cô An lúng túng. "Dạ thưa thầy, con không biết nên không mang ảnh chồng con theo ạ." Thầy vuốt râu nhấp chén nước rồi đáp, "Thôi, cũng được, tôi xem qua chữ viết vậy." Cậu Tiến đưa cho cô một cây bút để cô viết tên chú Nam, kèm ngày tháng năm sinh lên giấy. Thầy nhìn dòng chữ, chân mày nhíu lại, đăm chiêu rất lâu, rồi từ từ đáp, "Người này chết oan, nhưng có thầy trấn cho rồi, cô còn muốn sao nữa?" Cô An nhìn sang cậu Tiến. Cậu Tiến thấy vậy nên vội đáp lời thầy, "Dạ thưa thầy, vậy là anh Nam nhà con không có chuyện gì nữa ạ?" "Đúng rồi, có thầy Mo đã dẫn dông này đi rồi mà, tôi không thấy có gì bất thường ở đây cả, mọi chuyện vẫn yên ổn." Cô An vội đáp, "Nhưng trong vườn nhà con còn một bóng trắng hay xuất hiện vào ban đêm, cái bóng ấy còn làm hai em của con ngất lịm đi nữa." Thầy lắc đầu, "Tôi không biết và không thấy nhà cô đã xảy ra chuyện gì lạ cả. Hiện tại trong nhà chỉ có một dòng chết oan là chồng cô. Chồng cô vốn chưa tận số nhưng lại chết sớm nên bị oan. Tuy nhiên anh ta đã được thầy đưa đi tu luyện rồi. Tôi xem trên chữ của cô thấy hoàn toàn không có chuyện gì nữa." "Cô An, con có thể mời thầy về nhà con một chuyến được không ạ? Tại con hay mơ thấy ác mộng, nhất là con bị ám ảnh bởi sợi dây thòng lọng." Cô An kể lại tỉ mỉ một lần giấc mơ và những chuyện xảy ra trong nhà cho thầy nghe. Thầy chỉ ngồi lặng im một hồi không nói gì. Cậu Tiến nhắc, "Dạ, thầy có thấy chuyện gì lạ không ạ?" Thầy ngẩng lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô An. "Có phải cái chết của chồng cô có liên quan đến cô hay không?" Vòng Oán, phần 14, tác giả Hạ Dương, Phú Dương. Cô An sững sờ. "Thầy ơi, con thật sự không rõ nguồn cơn. Nhà con tại sao lại tự tử thương tâm như vậy? Quả thật chúng con không có bất cứ xích mích gì cả." Thầy gật gù. "Tôi biết, nhưng tại sao cái dòng cứ muốn đuổi cô khỏi nhà?" Cô An đáp, "Con cũng muốn biết lý do tại sao anh Nam nhà con đuổi con khỏi nhà đi nơi khác sinh sống. Lần trước thầy Hiền cũng làm lễ cho nhà con một lần, nhưng anh ấy cũng không nói lý do tại sao lại như thế." Thầy chép miệng, "Thật tình tôi cũng không hiểu lý do tại sao lại như thế. Nếu là một phong bình thường như những người khác thì chỉ cần thầy về làm lễ trấn là xong. Tôi cũng thấy dòng của chồng cô đã theo thầy tu đạo. Tuy nhiên cô lại một mực khẳng định cái dòng ấy vẫn về nhà quấy phá, thì tôi mới lấy làm lạ." Thầy trầm ngâm một lát rồi nói, "Tôi sẽ qua nhà cô một chuyến xem đất cát nhà cô có điều gì lạ hay không." Cậu Tiến vui vẻ, "Nếu vậy thì may mắn cho gia đình chúng con quá thầy à." Cậu Tiến gọi xe cho thầy về nhà cô An. Vừa vào tới cổng, thầy quay sang nhìn chằm chằm vào cây mít. Cô An nói, "Chồng con dại dột treo cổ lên cây mít này thầy à." Thầy lắc đầu, "Oan tình này biết làm sao mà giải." Cậu Tiến hỏi, "Thầy có thấy gì lạ không ạ?" Thầy lắc đầu, "Đất này đã được thầy trấn rồi, sẽ không còn phong nào vào quấy nhiễu nữa mới đúng." Cô An, "Vâng, lần trước thầy Hiện đến làm lễ cúng có trấn rồi à?" Thầy gật gù, "Thầy Hiện ấy quả nhiên là người có tâm, mọi chuyện đã ổn rồi, tôi không cần ở đây nữa." Cô An ngơ ngác, "Thầy ơi, vậy là sao hả thầy?" Thầy đáp, "Nhà này trấn yểm chặt chẽ, thầy trấn cũng rất cẩn thận và có tâm, vậy tôi ở đây làm chi nữa." Cậu Tiến, "Vậy nghĩa là thầy không thấy gì bất thường ở nhà chị con hay sao ạ? Thấy bóng ma trong giường là thế nào?" Thầy rút trong túi ra 2 đồng âm dương. "Tôi muốn nói chuyện với vong linh gia tiên, mọi người chuẩn bị cho tôi một lễ trái cây càng nhanh càng tốt." Cô An vội vã mua lễ theo lời dặn của thầy. Khi 3 nén nhang tàn, thầy bắt đầu lẩm nhẩm khấn và xin âm dương. Đáng tiếc thầy xin 3 lần đều không được. Thầy đáp, "Phần âm nhà cô không muốn nói chuyện, chúng ta không thể thỉnh họ lên hỏi rõ nguồn cơn mọi việc kỳ lạ đã xảy ra ở nhà cô được. Tuy nhiên, bước chân vào nhà tôi lại có linh cảm không tốt. Nếu đúng như những gì tôi cảm nhận được thì oán khí quá nặng, có lẽ sắp có hạn lớn. Cô An hoang mang lắm, sự sợ hãi hiện rõ lên khuôn mặt phờ phạc do lo lắng và mất ngủ lâu ngày. Cô hỏi, vậy thầy không có cách nào giải được hay sao? Thầy nhìn cô An rồi đáp, có một cách, đó là cô chuyển chỗ ở đi nơi khác. Thầy ra về, mọi chuyện vẫn không được làm sáng tỏ. Cô An suy nghĩ và phân vân rất nhiều về lời thầy nói, cũng như lời chú Nam báo mộng cho cô trong các giấc mơ. Cô muốn chấm dứt mọi chuyện, nhưng để chuyển nhà đi nơi khác là điều cực kỳ khó khăn, bởi lẽ sức cô có hạn, con cô còn nhỏ. Mẹ chồng cô nghe được mọi chuyện cũng khuyên, nếu quả thật chuyển nhà đi nơi khác có thể chấm dứt mọi chuyện thì con đi cũng được. Mẹ chỉ lo con phận đàn bà lại ôm hai con nhỏ thì sẽ khó khăn. Cô An phân vân, nhưng thực sự căn nhà này là công sức của hai vợ chồng con hơn chục năm trời, con không nỡ bỏ mẹ ạ. Nếu buộc phải đi, chúng con mua nhà khác ở gần đây chứ không muốn đi khỏi nơi này. Cô An nói là vậy nhưng vẫn không chủ bụng muốn chuyển đi. Cô muốn gặp thầy Hiện một lần nhờ giúp đỡ. Sau sự cố, cả chú Bắc và chú Đông bị hù tới ngất liệm ở vườn chuối. Mọi người bàn ban ngày cô An ở nhà, nhưng buổi tối thì sang nhà mẹ chồng ngủ cho yên tâm. Cô An chuyển hẳn sang nhà mẹ chồng ở tạm mấy ngày chờ thầy Hiện. Mai thay, thầy đi đúng một tuần rồi về. Cô An gặp được thầy mừng rơi nước mắt. Cô kể cho thầy nghe mọi chuyện, làm thầy cũng bất ngờ, bởi lẽ thầy khẳng định từ ngày thầy dẫn vong chú Nam đi đến giờ, chú đều an phận tu đạo. Cô An mời thầy sang nhà một chuyến, thầy cũng vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên thầy nói không thấy điều gì lạ ở nhà cô hết. Thầy nghi ngờ có kẻ nào đã và đang cố tình làm trò ma quỷ trên đất nhà cô. Nghi ngờ của thầy nhận được sự đồng thuận của vài người thì bán tín bán nghi. Thầy liền đưa cho cô An một bọc nhỏ và dặn, nếu quả thật có ma quỷ xuất hiện ở đây thì cô cứ mang cái túi này bên người. Cái túi này tôi đã trì chú, tôi tin không ma quỷ nào làm hại cô được. Tuy nhiên nếu do người làm thì tôi nghĩ mọi người nên nhờ công an can thiệp. Tôi khẳng định tôi đã trấn bùa thì không thể có dông nào vào nhà cô quấy phá được. Cô An nhận lấy cái túi nhỏ của thầy Hiện. Thầy chào mọi người rồi ra về. Vừa đúng lúc chú Mạnh đi ngang qua nhà cô An. Chiếc xe của thầy không tài nào nổ máy được. Thầy lẩm bẩm, kỳ lạ, sao xe lại hỏng vào lúc này? Không lẽ là điềm báo không tốt ư? Thầy rút trong túi ra chiếc hộp nhỏ. Ánh mắt thầy trở nên trầm tư. Thầy quay lại nói với cô An, có lẽ tôi nhầm rồi, nhà này có điều gì đó rất lạ. Mặc dù tôi không biết nó là cái gì, nhưng hộp âm dương của tôi rất ít khi phát ra âm thanh như thế. Cô An nghe thầy nói biến sắc mặt. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp gia đình con. Thầy tinh thông âm dương, chứ chúng con đâu nghe đâu biết điều gì mà tránh được thầy ơi. Thầy hít một hơi dài, hơi lạnh bất giác bao trùm lên căn nhà. Thầy rùng mình, nó đang ở đây, rất gần, đáng tiếc tôi không thấy gì cả. Mẹ chồng cô An hoang mang không kém. Cái gì đang ở đây vậy thầy? Giờ chúng ta phải làm sao? Thầy lắc đầu, tôi chỉ cảm nhận được, nhưng tiếc là tôi không thấy. Dường như có người cố tình che mắt tôi. Chú Đông cũng vừa đi làm về, liền chạy tới nhà cô An ngay. Chú nghe thầy nói vậy bèn hỏi, có khi nào là quỷ không thầy? Con lo là có quỷ nên anh Nam nhà con mới 5 lần 7 lượt muốn chị An nhà con chuyển nhà đi. Thầy đáp, tôi không cảm nhận được nữa. Chẳng lẽ tôi già rồi nên bị nhầm lẫn chăng? Lúc nãy rõ ràng là tôi đã thấy. Chú Mạnh kiểm tra xe cho thầy. Chiếc xe nổ máy được bình thường. Thầy chép miệng, đúng là rất kỳ lạ. Chú Mạnh, có gì kỳ lạ đâu ạ à? Tôi thấy mọi người đang lo lắng quá rồi. Trên đời này vốn dĩ làm gì có ma quỷ. Thầy chau chân mày nhìn về phía chú Mạnh. Anh nói như vậy chẳng khác nào báo tôi lừa gạt mọi người sao? Chú Mạnh đáp, nếu mà thật sự ma quỷ thì tôi sẽ là người đầu tiên đi bắt chúng. Thì bỗng dưng nhìn chằm chằm vào chú Mạnh. Tôi nói cho anh biết, gia đình anh nên cẩn thận, tháng tới nhà anh chắc chắn gặp đại nạn. Chú Mạnh nghe thấy vậy tức giận. Ông ăn nói nhảm nhí cái gì đấy? Đừng làm trò ma quỷ lừa gạt người khác nữa. Ông có tin tôi bắt ông vào tù vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan hay không? Mọi người thấy chú Mạnh phản ứng gay gắt, dội vàng giảng hòa. Chú Mạnh tức giận bỏ về, không ở lại nhà cô An nữa. Thầy nhìn theo bóng lưng của chú Mạnh rồi đáp: Có chuyện không hay rồi, đại nạn này khó có thể vượt qua được. Cô An thắc mắc: Thầy nói chuyện nhà con hay chuyện nhà bác Mạnh à? Thầy thở dài: Tôi đang nói chuyện gia đình anh lúc nãy. Nếu gia đình họ sang tháng mà không có tang thì cứ chặt đầu tôi đi. Ánh mắt mọi người nhìn thầy Hiện có vẻ khó hiểu. Thầy móc trong túi ra một lá bùa đưa cho cô An. 12 giờ đêm nay, nếu có thấy những chuyện ma quái như trước, hãy dán lá bùa này lên cửa, dán phía trong nhà là được. Nếu như sau này không còn chuyện ma quái nữa thì nhà cô coi như yên. Ngược lại, nếu lá bùa này không có tác dụng thì có lẽ là tôi già, không đủ sức giúp cô được nữa. Cô hãy tìm thầy Pháp cao tay hơn tới giúp. Thầy nói rồi ra về. Trước lúc đi, thầy dặn cô An: Cô lựa lời khuyên gia đình chú Mạnh đó đi xem thầy, tìm người giúp giải dây oan nghiệp chướng. Tôi thấy gia đình chú ấy sắp tới sẽ không yên đâu. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Thầy nói thêm: Có lẽ những thứ tôi cảm nhận được không phải của gia đình mình mà là của gia đình người đó. Tôi không nói mình giỏi, tuy nhiên gương mặt người đó cho tôi biết rằng anh ta sắp gặp hạn. Đó là đại hạn, cho nên cái hộp âm dương của tôi đã phát ra âm thanh rất gay gắt. Còn chuyện của gia đình cô thì vẫn bình thường, cô cứ làm như tôi hướng dẫn thì tôi nghĩ không vấn đề gì. Thầy ra về, cô An quyết định về lại nhà ở. Mẹ chồng cô vẫn ở lại cùng ba mẹ con cô. Mấy đêm liền, gia đình cô bình an vô sự, không hề có bóng ma nào xuất hiện. Cô cũng thấy mừng. Tuy nhiên, cô chưa mừng được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Đêm đó, mẹ chồng cô không đến ngủ cùng ba mẹ con. Cô An đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động ngay cửa sổ. Cô choàng tỉnh, nhìn về phía cửa sổ, một cái bóng treo lơ lửng ngay cửa sổ nhà cô. Tay cô nắm chặt chiếc bọc nhỏ mà thầy Hiện đưa cho cách đó một tuần. Đêm không có trăng, nhưng bóng ấy cứ lơ lửng ngay cửa sổ, và đặc biệt là mắt nó có ánh sáng đỏ nên cô không khó để phát hiện ra. Điện trong nhà bị mất từ lúc nào không hay. Cô lấy hết can đảm bật đèn pin soi ra cửa sổ. Ánh sáng đèn bị cửa kính phản chiếu lại, khiến trong nhà sáng hơn. Cái bóng ấy vẫn lơ lửng ở đó, không hề biến mất. Cô nhìn rõ cái bóng trắng, ánh mắt sáng từ mắt cái bóng phát ra, chuyển đỏ ánh xanh. Phía giường bên kia, thằng Khanh và Khang cũng tỉnh dậy. Hai anh em sợ đến mức không dám xuống khỏi giường. Cô An nhanh chóng chạy lại phía các con. Cô lấy lá bùa thầy Hiện đưa cho tuần trước dán lên cửa. Cả ba mẹ con ngồi thụp xuống và luôn miệng niệm Phật. Một lúc lâu sau, cô mới dám nhìn lại cửa sổ ban nãy thì chiếc bóng ấy đã biến mất. Điện trong nhà bật sáng. Cô thở phào nhẹ nhõm, giục các con mau đi ngủ. Khang đề nghị: Mẹ bật điện sáng lên không con sợ. Khanh nói: Mẹ ngủ với chúng con được không? Con sợ con mãi là quay lại nhà mình lần nữa. Cô An đáp: Không sao, thầy dặn cứ dán lá bùa này lên sẽ yên. Cái bóng cũng biến mất rồi, chúng ta không sợ nữa, các con yên tâm đi. Cô An nói vậy để trấn tĩnh các con, nhưng thực chất cô cũng đang run sợ. Tay cô giữ khư khư cái bọc thầy Hiện cho và chiếc đèn pin. Cô tiến lại phía công tắc điện, bật đèn lên cho sáng. Cộc, cộc. Tiếng động phát ra ở bên chiếc cửa sổ bên cạnh khiến cô giật thót tim. Thằng Khang sợ hãi lao về phía mẹ hô lên: Mẹ, cái bóng ma ở kia. Cô An nhìn thấy cái bóng trắng ngay từ khi phát ra tiếng động, nhưng cô không dám hô lên vì lo các con cô sẽ sợ hãi. Cô ôm lấy hai con trấn an: Không sao, sẽ không sao, nó sẽ không làm gì được mẹ con mình đâu, yên tâm, chúng ta cứ ở yên trong nhà. Vòng Oán phần 15. Tác giả Hạ Dương, Phú Dương. Một lúc sau, tiếng động lại phát ra phía nhà bếp. Cô An ôm lấy hai đứa con an ủi cho các con bớt sợ. Thằng Khang lý nhí: Mẹ ơi, nhà mình sang nhà bà nội ở đi, con sợ lắm, con không ở nhà này đâu. Cô An rối như tơ vò. cô nửa muốn đi, nửa lại thấy tiếc nuối ngôi nhà của gia đình. Phía cửa sổ bên phòng cô An lóe sáng, ánh sáng ma quái và mơ hồ làm cô bắt đầu hoảng sợ. Cô ôm chặt lấy các con để hai con cô không nhìn thấy thứ ánh sáng kinh dị ngay cửa phòng. Rầm! Wow, wow. Tiếng mèo kêu ngoao ngoao làm ba mẹ con giật mình hoảng hốt. Bất thình lình, tiếng mèo ngoao lên thảm thiết, tự hồ như tiếng kêu gào da diết vang lên ngay sau cánh cửa ba mẹ con đang ngồi. Cô Khanh bật lên từng tiếng. Mẹ ơi, con sợ lắm, nó có vào nhà không mẹ? Cô An ôm đầu con khẽ thì thầm. Không sao, trời sắp sáng rồi, trời sáng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Cố lên con, nó sẽ không làm gì được mẹ con mình đâu. Quả nhiên, sau đó tiếng động và ánh sáng ma quái cũng biến mất. Ba mẹ con cô ngồi yên nghe ngóng khá lâu mới dám đứng dậy về cái giường. Cái bóng trắng kẹp đôi mắt đỏ rực cũng hoàn toàn biến mất khỏi cửa sổ nhà cô. Không gian lại trở về tĩnh mịch như nó vốn có. Cô ôm hai con của mình đến sáng mà không dám chợp mắt. Cô suy nghĩ lại mọi chuyện từ ngày chú Nam mất và đưa ra quyết định sẽ bán nhà, chuyển đi nơi khác sinh sống. Mẹ chồng cô nói đúng, dù sao ngôi nhà này cũng chứa đựng kỷ niệm buồn, cô cũng không cần níu giữ. Cả đêm thức giấc mệt mỏi nên ba mẹ con cô dậy muộn hơn bình thường. Lúc ra bể múc nước rửa mặt, đánh răng, thằng Khang hét toáng lên. Mẹ ơi, có cái gì dưới bể nhà mình? Cô An chạy vội ra, xác một con mèo đen đang dập dềnh trên mặt nước làm cô thoáng giật thót tim. Cô lấy cái cây vớt con mèo lên rồi nhắc con. Không sao đâu, là con mèo rơi vào bể nước bị chết thôi. Thằng Khang đáp, đêm qua lúc tiếng mèo kêu là do nó rơi xuống bể hả mẹ? Hay là sao mà con mèo lại chết? Khu này làm gì có mèo đen đâu mẹ, con sợ lắm. Hay là con mèo nó thấy ma nên sợ quá bị rơi xuống bể nước? Cô An không trả lời con trai. Một loạt các nghi vấn được đưa ra, không có lời đáp. Cô quay lại nói với hai con. Các con chuẩn bị đồ đạc sớm đi, mẹ con ta sẽ đi nơi khác sinh sống. Quyết định bán nhà được đưa ra nhanh chóng. Anh em chú Bắc và cậu Tiến cũng tranh thủ thời gian giúp cô An tìm ngôi nhà mới. Tuy nhiên, không phải nói bán nhà là bán được nhà ngay tức thì. Cô An cùng các con chuyển sang nhà mẹ chồng ở tạm trong thời gian chờ mua nhà mới. Suốt khoảng thời gian cô ở nhà mẹ chồng, cô An tuyệt nhiên không hề mơ thấy ác mộng như trước nữa. Điều đó lại càng khẳng định cho sự ma quái trong ngôi nhà cô đã ở. May mắn cho gia đình cô khi ấy, cậu Tiến có đồng nghiệp cần bán để định cư nước ngoài nên giới thiệu cho chị gái mua luôn. Một tháng sau, cô An chuyển đến một ngôi nhà mới cách ngôi nhà cô đang ở tận hơn 20 km. Căn nhà cũ cô đang ở được bán lại cho một cặp vợ chồng son ở cùng huyện mới ra ở riêng. Cặp vợ chồng trẻ ấy ngày đầu về nhà mới phấn khởi nhiều lắm. Họ làm hẳn mấy mâm cỗ đãi tiệc tân gia. Tuy nhiên, ngay đêm đầu tiên ngủ lại căn nhà mới, chị vợ bị dọa tới ngất xỉu. Anh chồng gào thét, mở cửa lao ra ngoài lúc nửa đêm, tri hô xóm làng giúp đỡ. Hàng xóm lại được phen ầm ĩ giữa đêm khuya vì vợ chồng họ. Sáng ngày hôm sau, cô vợ tên Xoan một mực bắt chồng bán nhà. Anh chồng vẫn động viên vợ. Đất có thổ công, vợ chồng mình chắc mới mẻ, về ở, lễ tạ chưa chu đáo nên bị trách phạt. Anh gọi điện cho mẹ sang sắm lễ tạ và trấn đất xem sao đã. Vợ chồng mình vừa mới mua nhà, đâu phải nói bán là bán như mớ rau thế được. Cô Xoan, em không biết, chắc chắn trong nhà có ma. Em nhìn thấy nó trắng toát đứng ngay ở đầu giường, mắt nó đỏ rực, cái lưỡi dài thè ra nhìn rất đáng sợ. Anh cũng nhìn thấy còn gì nữa. Chú Lê, chồng cô Xoan đáp, chắc là do em mệt mỏi cho nên gây ảo giác thôi. Cô Xoan một mực lắc đầu. Không, em không gặp ảo giác. Còn mãi nó đứng ngay đầu giường, thè cái lửa đỏ lờm ra dọa em. Em đã cố nhắm mắt vào nhưng nó lại đánh đu trên đỉnh màn. Em thấy rất rõ ràng. Hàng xóm cũng bàn tán xôn xao. Bây giờ vợ chồng cô Xoan mới biết mảnh đất họ đang ở trước đó đã từng có người chết do thắt cổ. Cô Xoan run rẩy. Anh à, mình bạn với mẹ bán nhà đi được không? Nhà có người chết thì chúng ta sẽ không ở được đâu. Hơn nữa, người ta là thắt cổ chết đấy. Em nghe người ta kháo nhau rằng những linh hồn người chết do thắt cổ sẽ không siêu thoát và luôn lãng vãng quanh chỗ họ chết mà sinh oán hận với những ai đang sống ở đó. Chú Lê thở dài, em yếu lại hay ra gió, ma quỷ ở đâu mà oán với không oán, người chết là hết. Anh không thấy nên anh không sợ, chứ em nhìn thấy tận mắt. Được rồi, anh sẽ bàn bạc với mẹ rồi tính, mà em đi đâu cũng bị trêu thế. Ngày trước ở nhà bố mẹ em cũng bị trêu, giờ ra nhà mới ở riêng em cũng bị trêu. Anh đang nghĩ chuyện không lẽ con ma nó đi theo em tới tận đây à? Cô Xoan giận, vậy anh không tin em sao? Ở nhà bố mẹ em chỉ thấy cái bóng lúc ẩn lúc hiện, chứ ở đây em nhìn nó rành rành trước mắt. Cô vừa nói vừa chìa tay giơ chiếc vòng lên. Đây là vòng trì chú ở chùa, em đã nhờ người thỉnh về. Từ khi ở bên nhà bố mẹ em vẫn đeo bên người và không hề bị trêu thêm lần nào nữa. Giờ sang đến đây em mới bị dọa tới ngất xỉu, anh còn nghi ngờ em nữa sao? Chú Lê thấy chiếc vòng vội thắc mắc, đúng là em đeo vòng trì chú, vậy sao sang đến đây em lại bị trêu? Không lẽ con ma này nó không sợ Phật ư? Cô Xoan đáp, nó đáng sợ lắm, nếu anh không giải quyết được thì em về nhà bố mẹ ở, chứ nhất định không ở lại ngôi nhà này thêm một ngày nào nữa. Cô Xoan nói là làm, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào vali, do quyết định của chồng. Chú Lê thích ngôi nhà nên không muốn bán, chú bàn bạc. Được rồi, anh sẽ nhờ mẹ mời thầy về yểm bùa đuổi ma, em cứ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết. Cô Xoan nghe chồng nói vậy thì cũng đành theo. Thầy cúng nhanh chóng được mời về làm lễ. Hàng xóm thấy vợ chồng trẻ vừa về nhà hôm trước, hôm sau lại cúng bái cũng ngạc nhiên mà hỏi thăm. Sao nhà cô chú có việc gì mà phải cúng bái thế? Cái nhà này dì An trước đây cũng cúng, bây giờ cô chú cũng y chang như vậy. Cô Xoan đáp, nhà con cúng trừ ma, con nghĩ ở ngôi nhà này có ma đấy bà. Ma quỷ ở đâu mà ra hả cô? Chúng tôi sống tới từng này tuổi còn không thấy con ma mặt mũi nó ra làm sao? Cô Xoan đáp, chắc con yếu bóng vía nên con thấy, chứ chồng con cũng không thấy gì bà. Con làm cho yên tâm, chứ cứ bị dọa mất ngủ thì con sợ chết mất. Thầy cúng làm lễ xong cũng xin âm dương nói chuyện với linh hồn. Đáng tiếc thay, thầy xin lần nào cũng không được. Thầy khuyên cô Xoan, tôi đã xin giúp gia chủ nhưng không được. Vậy nếu đêm nay gia chủ vẫn còn bị dọa thì dùng chai nước thánh đã trì chú này rắc về phía gia chủ thấy ma quỷ thì nó sẽ lập tức biến mất. Ngoài ra ma quỷ kỵ tỏi, gia chủ có thể mang theo tỏi bên người cũng tránh được ma quỷ. Cô Xoan nhận lấy chai nước, cảm ơn thầy rối rít. Chú Lê thì nghe lời vợ, mua cả bọc tỏi to treo hẳn ở ngay góc đầu giường. Mẹ chồng cô Xoan thấy vậy chép miệng, mẹ chẳng hiểu nổi vợ chồng các con nữa. Người ta ở không sao mà vợ chồng con đi đến đâu là bị trêu đến đấy. Cô Xoan đáp, con sợ tới ngất xỉu đó mẹ à. Chắc do con yếu bóng vía nên dễ bị trêu hơn người khác. Con không muốn sẽ nhìn thấy những chuyện không đáng nhìn đâu mẹ à. Được rồi, mẹ mời thầy làm lễ rồi đó. Con yên tâm đi, con cũng đừng nghĩ tới ma quỷ nhiều nữa. Ban ngày nghĩ nhiều thì đêm đến lại mơ thấy ác mộng. Tối đó vợ chồng cô Xoan đi chơi về muộn. Cô Xoan mở cửa nhà, bất chợt thấy rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo trong nhà tỏa ra. Cô gọi chồng, anh Lê, sao em cảm giác trong nhà lạnh lẽo khác thường lắm, tự nhiên em thấy sợ. Chú Lê cho xe vào nhà rồi bật điện lên. Nhà thì vẫn vậy chứ có gì đâu mà em sợ, anh thấy vẫn bình thường mà. Cô Xoan vào nhà nhưng cảm giác hồi hộp làm cô hơi khó thở. Cô tự trấn an bản thân, không sao, chắc là do mình vừa đi ngoài đường về khuya nên thấy lạnh, chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Đêm đó, cô Xoan trằn trọc suy nghĩ rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ. Chú Lê nằm cạnh đã ngủ rất say. Cạch, tiếng chốt cửa có người vừa mở làm cô Xoan giật mình tỉnh giấc. Cô nhổm dậy nhìn ra phòng khách, cửa nhà cô đang mở toang, ánh sáng ngoài sân hắt vào trong nhà mờ mờ ảo ảo. Cô dụi mắt vì nghĩ mình đang nằm mơ. Một bóng trắng vụt qua cửa vào nhà. Cô sợ hãi lai chồng, anh ơi dậy đi, nhà mình có trộm. Cô càng lai thì chú Lê lại càng ngủ say thêm. Cô nằm xuống lấy tay nhéo mạnh vào người, khiến chú Lê giật mình hét lên, đau quá, rầm lại nhéo anh. Cô Xoan chỉ ra cửa, có người vào nhà mình, cửa mở kìa anh. Chú Lê dụi mắt mấy lần rồi ngáp một cái thật dài. Em không ngủ thì để yên cho anh ngủ chứ, ngày mai anh còn phải đi làm. Cô Xoan sợ hãi. Cửa mở kìa, anh không thấy sao? Cô nói rồi, hai tay ôm chặt lấy chồng. Người cô bắt đầu rung lên vì sợ. Chú Lê nhìn ra cửa rồi lại nhìn sang vợ. Cửa nào mở vậy em? Anh có thấy cái gì đâu. Cửa nhà mình vẫn đóng mà. Tay anh khóa cửa, chìa khóa anh để đây thôi. Chú sờ tay lên đầu giường, lôi chiếc chìa khóa ra trước mặt vợ. Cô Xoan trợn mắt lên ú ớ. Đi ra, mau đi ra, đi ra. Chú Lê chau mày. Em đang nói cái gì thế? Cô Xoan gục đầu vào người chồng. Nó đang đứng ngay cạnh anh kia kìa, em sợ lắm. Anh đuổi nó đi ngay cho em. Chú Lê bình tĩnh nhìn xung quanh một lượt rồi đáp. Em lại thấy cái gì vậy? Anh không thấy gì cả. Bất chợt cô Xoan thấy bàn tay lạnh toát luồn vào giữ lấy cái cổ của cô. Cô gào lên, tránh ra, mau tránh xa tôi ra. Cô Xoan giãy giụa, bàn tay ấy ra sức siết chặt lấy chiếc cổ nhỏ bé của cô. Mắt cô trợn lên, miệng cô há ra, cố gắng lấy hơi để thở. Chú Lê bấy giờ tận mắt thấy vợ đang dùng tay bóp cổ đến mức thè lưỡi, trợn cả mắt cũng thấy sợ hãi. Chú lấy chai nước thầy cúng cho, đổ thẳng lên người cô Xoan. Cô Xoan từ từ buông lỏng tay của mình ra, nằm gục xuống giường. Chú Lê vội ôm lấy vợ. Em ơi, em làm sao thế? Tại sao em lại bóp cổ của mình? Em nói đi, em đừng làm cho anh sợ. Cô Xoan nói yếu ớt. Cứu em, nó bóp cổ em. Cứu em anh ơi. Chú Lê lấy chai nước còn lại dốc hết lên người vợ thêm lần nữa. Cô Xoan thở yếu ớt nhưng đủ sức nắm lấy tay chồng, lắp bắp nói. Nó đang cười, em sợ, anh mau đuổi nó đi. Chú Lê bị cô Xoan làm cho phát hoảng. Chú lấy bọc tỏi ném lung tung ra khắp phòng. Cút đi, mày là ma quỷ nơi nào, dám về đây quấy phá nhà tao. Mày mau cút đi, không tao chém mày chết. Chú Lê nói rồi trườn xuống đấy, túm lấy con dao điên cuồng chém về khoảng không trước mặt. Miệng chú nói không ngừng. Mày cút đi cho tao, vợ chồng tao gây thù chuốc oán gì mà mày lại quấy phá chúng tao. Không có tiếng đáp lại, tất cả chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Chú Lê lại im lặng nghe ngóng. Cô Xoan mấy giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô đưa tay lên sờ cổ của mình. Nơi ấy vẫn còn đau do bàn tay ma quái bóp cổ cô ban nãy. Cô lấy một củ tỏi đưa vào miệng mình cắn. Vị tỏi cay nồng xông lên khắp khoang miệng, làm tinh thần cô đỡ hoảng loạn hơn trước. Chú Lê hỏi, nó đã đi chưa em? Cô Xoan nhìn quanh một lượt, không thấy bóng ma ban nãy đâu cả, mới từ từ đáp. Em không thấy nó nữa rồi anh ạ. Chú Lê đỡ vợ nằm xuống, chú lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, sao con ma lại cứ nhằm vào em chứ? Anh có thấy cái gì đâu. Cô Xoan vừa nằm xuống thì bất giác thấy bóng trắng bay lơ lửng trên trần nhà. Cô hét lên, ma, anh ơi, nó đang trên trần nhà. Vòng Oán phần 16, tác giả Hạ Dương, Phú Dương. Cô Xoan vừa nằm xuống thì bất giác thấy bóng trắng đang lơ lửng trên trần nhà. Cô hét lên, ma, anh ơi, nó đang trên trần nhà. Chú Lê cũng hốt hoảng nhìn lên trần nhà nhưng hoàn toàn không thấy gì. Cô Xoan thì sợ co rúm người lại. Chú Lê cảm nhận rõ vợ đang rung lên bần bật. Cô khua hai tay liên tục trước mắt, miệng liên tục lẩm bẩm. Đi, đi, làm ơn đi đi, đừng làm hại chúng tôi. Chú Lê ôm lấy người vợ. Em bình tĩnh lại đi, anh ở đây, em bình tĩnh lại đi. Cô Xoan nhắm chặt mắt lại mà nức nở. Em sợ lắm. Chú Lê bất lực nhìn hành động kỳ quặc và nỗi sợ hãi khủng khiếp của cô Xoan mà đau lòng. Chú thốt lên. Vậy rốt cuộc mày muốn gì? Sao mày lại nhằm vào vợ tao? Mày muốn gì thì mày hiện hình lên nói chuyện với tao xem nào. Mày là đồ hèn hạ, mày có giỏi thì mau hiện hình lên đi. Không gian bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ. Chú Lê cũng cảm nhận được hơi lạnh phả xuống mặt mình. Chú siết chặt lấy người cô Xoan, nâng cô dậy. Mình yên tâm, có anh đây, anh không để nó làm hại mình đâu. Cô Xoan khóc, người cô rung lên từng chập. Bóng đèn ngủ trong phòng bỗng dưng lóe sáng. Cô ngước mắt nhìn về phía đèn ngủ, bất giác gặp ngay hình người đang treo lơ lửng giữa nhà. Chiếc cổ của người đó ngoẹo sang một bên, lưỡi thè ra kinh dị. Cô không kịp kêu lên vì quá hoảng rồi ngất lịm. Chú Lệ hốt hoảng lai vợ. Chú lao khỏi giường bật điện. Ba chiếc đèn đồng loạt lóe sáng, cũng kịp lúc cho chú nhìn thấy cái bóng lướt xoẹt qua cửa sổ rồi biến vào không trung tối đen như mực bên ngoài. Chú đứng yên như trời trồng vì không tin nổi những gì vừa xảy ra. Chú lẩm bẩm, ma, là ma thật, trong nhà này có ma. Chú lao ra lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa vợ đi viện. Ngay ngày hôm sau, cô chú bàn với bố mẹ bán gấp căn nhà mới mua được vài ngày. Vì sợ nhà mất giá nên vợ chồng cô chú lấy cớ bán nhà lấy tiền đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, căn nhà lại không có người hỏi mua do hàng xóm đồn đại rằng nơi này bị ma ám. Một ngôi nhà bị ma ám thì làm gì có người mua. Lời đồn ác ý cứ thế mà lan tỏa nên ngôi nhà lại càng khó bán hơn. Sau cùng, em trai chú Mạnh quyết định mua lại căn nhà ấy vì giáp nhà với anh trai và mẹ đẻ, với giá rẻ hơn rất nhiều với giá trị thật của ngôi nhà. Ngày chú Trường mua lại ngôi nhà, nhiều người qua lại cũng xì xào bàn tán về chuyện ngôi nhà bị ma ám. Chú Trường thấy vậy chỉ cười. Trên đời này làm gì có ma với quỷ chứ, nếu thật có ma thì chắc tôi phải gặp cả mấy trăm con ma một ngày rồi ấy. Chú Mạnh cũng đáp, chú nói phải đấy, anh cũng chưa bao giờ tin vào ma quỷ. Anh cũng giải thích nhưng mọi người đâu có tin vào lời anh nói. Chú yên tâm, nếu có ma quấy nhiễu nơi này thì anh sẽ là người đầu tiên hạ mặt con ma ấy cho tất cả cùng xem. Bà Mừng nghe con trai nói vậy chẹp miệng. Thà tin là có còn hơn không các con ơi. Mẹ sống ngần này tuổi chưa thấy ma bao giờ, nhưng nhiều người thấy rồi, các con cũng nên tính tầm một chút đi. Chú Mạnh đáp, mẹ cứ lo xa rồi, mẹ yên tâm đi, con là công an đấy, mẹ bảo con tin vào ma quỷ chẳng khác nào mẹ bảo con bỏ quân hàm về nhà trồng rau cho rồi. Bà Mừng lúc biết tin con trai mua lại ngôi nhà của cô An cũng phản đối, nhưng các con bà lại một mực không nghe. Bà lo sợ lời thầy Hiển nói khi xưa sẽ thành hiện thực. Kể từ lúc bà nghe mẹ con cô An kể lại chuyện tranh cãi giữa chú Mạnh và thầy Hiển, bà đều lo lắng. Nhiều lúc bà không hiểu nổi nỗi lo của mình xuất phát từ đâu. Tuy nhiên, bà rất hay gặp ác mộng, chuyện các con bà gặp chuyện chẳng lành. Chú Trường là con trai út của bà, chú lấy vợ và sinh được hai con, một trai một gái. Con gái chú thì đang ở cùng với con gái lớn của bà ở tận Sài Gòn. Nhà chú Trường chỉ còn hai vợ chồng và cậu con trai út chuyển về ngôi nhà này ở mà thôi. Chú Trường thấy mẹ có tâm sự bèn nói, mẹ không muốn chúng con ở gần mẹ hay sao? Chúng con ở đây vừa gần mẹ, anh em con lại cạnh nhau, như vậy cả nhà ta lại quấn quýt càng tốt hơn mẹ à. Bà Mừng thở dài, giờ các con lớn rồi, mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của từng đứa, nhưng không hiểu sao lòng mẹ bất an lắm. Mấy hôm nay ruột gan mẹ nóng như lửa đốt, mẹ hay bị hồi hộp và nghẹt thở. Chú Mạnh, mẹ chỉ lo vớ vẩn nên mới thế, còn chuyện ông thầy bói kia mẹ bỏ ngoài tai đi, con chưa bao giờ tin vào mấy chuyện bói toán vớ vẩn ấy. Ông ta không phải người làng này, chứ nếu ông ta ở đây con sẽ bắt ông ta về tội tuyên truyền mê tín dị đoan, trừ họa cho dân. Chú Trường và chú Mạnh gạt đi mọi dị nghị bàn tán của mọi người về chuyện ma quỷ nơi này. Thậm chí chú Trường dọn về nhà mới còn không cần mời thầy cúng nhập trạch. Bà Mừng lo lắm. Các con không tin ma quỷ thì mẹ hiểu, nhưng từ trước đến nay các cụ vẫn bảo có thợ có thiên có kiên có lành, sao con lại vô sư vô sách thế chứ? Chú Trường đáp, phú quý sinh lễ nghĩa thôi mẹ ơi, ngày xưa các cụ đói cơm ăn chẳng no thì lấy gì mà cúng chứ, ngày nay người ta no cơm thừa tiền mới sinh ra lắm lễ. Con thấy bởi mọi người cứ tin tưởng cúng bái nên đội thầy mo thầy cúng mới lộng hành như hiện nay. Bà Mừng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ba người trong gia đình chú Trường chuyển về ở được một tuần đầu không hề xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chuyện ma quái cũng gần như không hề tồn tại trong ngôi nhà này vậy. Chú Trường vui vẻ nói với hàng xóm, các anh thấy chưa, chỉ có người nhát gan mới sợ ma. Nhà tôi ở đây cả tuần mà có thấy con ma nào về làm phiền đâu. Hàng xóm cũng đồng tình với lời của chú Trường nói. Họ cho rằng ma quỷ mà gia đình cô An và cô Xoan gặp do tâm họ mà ra, hoặc có thể họ yếu bóng vía nên mới bị trêu như thế. Tối hôm đó, vợ chồng chú Trường phải đi trực ở bệnh viện nên mình cu Long ngủ ở nhà. Long rủ thêm Tú con trai chú Mạnh sang ngủ cùng cho vui. Hai anh em học bài xong còn xem phim thức khuya mới chịu đi ngủ. Tú trêu Long. Long xem phim kinh dị muộn thế, không sợ đêm gặp ác mộng sao? Long đáp, em trước giờ toàn xem muộn, tại bố mẹ em cấm em xem phim kinh dị nên em toàn giờ bố mẹ ngủ mới mở laptop lên xem trộm. Thế em có sợ ma không? Ngôi nhà này mọi người đều bảo là có ma ám đấy. Nhà cô Soan bán nhà cho chú Trường bị dọa, ngất xỉu, phải đi cấp cứu trong đêm cơ. Em không sợ, bố em bảo chỉ ai yếu bún vía mới sợ ma thôi, chứ thực tế làm gì có ma mà phải sợ. Tú cười, được rồi, anh tưởng chú sợ ma lại tè ra quần thì mất mặt lắm đấy. Long biểu môi, có mà anh sợ ma ấy, tí nữa còn ma tới nó dọa anh sợ ngất xỉu thì em đưa anh tới bệnh viện cấp cứu. Nói rồi Long cười. Tiếng cười của Long vang lên rồi bỗng dưng im bặt bởi luồng khí lạnh toát phả thẳng vào gáy cậu. Cậu sững người, liếc nhanh đôi mắt nhìn xung quanh nghe ngóng. Tú thấy vậy bèn hỏi, sao thế, chú đang cười sao im bặt rồi? Anh có thấy gì không? Tự nhiên em thấy lạnh. Chú hâm hả? Trời lạnh thì thấy lạnh là đúng rồi, còn gì nữa? Không phải, em thấy lạnh như mở tủ lạnh ra ấy. Cậu ấy vừa nói vừa rùng mình. Tú thấy vậy cười. Vừa mới bảo không sợ ma xong, chưa gì đã thấy co rúm người lại rồi. Long xoa xoa cánh tay để cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tự nhiên em thấy lạnh chứ em đâu có sợ ma. Anh coi chừng, tí nữa nó ngồi trên đầu anh đấy. Nhảm nhí vừa thôi, anh đi ngủ đây. Chú cũng nghỉ sớm cho khỏe, mai còn đi học đấy. Anh ngủ trước đi, em xem nốt bộ phim này đã. Phim kinh dị là phải xem cho hết, không đêm em ngủ không ngon, vì hồi hộp. Tú leo lên giường ngủ trước, mặc Long xem phim kinh dị một mình. Cậu nằm một lúc thì chìm vào giấc ngủ. Tú, dậy đi chơi nào. Tiếng thì thầm bên tai làm Tú giật mình. Tú nghĩ Long đang trêu mình nên kéo chăn trùm kín lên đầu tiếp tục ngủ. Tú, dậy đi chơi nào. Tiếng nói lại vang lên bên tai làm Tú thấy khó chịu. Tú lấy tay gạt cái chăn ra cào nhào. Long, mày không ngủ thì để anh ngủ. Đêm hôm còn chơi bời ở đâu mà rủ. Long đang xem phim, nghe tiếng Tú nói lảm nhảm, bèn đáp. Ông anh bị mơ ngủ hả? Em vẫn đang xem phim, em thích phim hơn đi chơi. Tú lười không đáp trả lại lời Long mà kéo chăn bịch tai lại ngủ tiếp. Tú nằm một lúc thì thấy người lạnh toát, người Tú rung lên lập cập. Tú thốt lên, sao lạnh thế này, không lẽ mình sốt rét ư? Vậy đi chơi thôi, Tú ơi, vậy đi chơi. Tú định thần lại, ai vậy, ai vừa gọi tôi? Tú nhìn khắp phòng nhưng không thấy ai khác. Tú gọi, Long, mày vừa gọi anh đúng không? Long đáp giọng vào, ông anh ngủ đi, em bận xem phim, không có thời gian gọi anh đâu. Tú hỏi, mấy giờ rồi mà mày chưa ngủ thế? Sao anh cứ nghe thấy tiếng gọi? Sắp 1 giờ rồi, anh ngủ mơ đấy, em chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Tú lắc cái đầu rồi lấy tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo. Không lẽ mình ngủ mơ sao? Tú nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, một tia suy nghĩ vụt qua đầu Tú. Không lẽ là ma triêu như mọi người vẫn thường nói hay sao? Tú bắt đầu thấy rùng mình vì cái suy nghĩ kinh dị ấy. Cậu bật dậy ôm chăn gối ra giường của Long. Long thấy lạ thắc mắc. Anh làm sao vậy? Anh đừng nói là anh sợ ma đấy nha. Ngủ một mình thấy lạnh quá, anh ngủ cùng chú cho ấm. Anh ngủ ở đây sao được? Em đang xem phim mà. Chú đeo tai nghe vào đi, anh ngủ ở đây. Tú nói xong ném chăn gối lên giường rồi leo lên cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngủ. Long đành lấy tai phone nghe tránh ồn ào phá giấc ngủ của Tú. Long xem phim một lúc sau thì lại thấy Tú ú ớ gào thét ầm ĩ. Cậu đang nghe tai phone mà nghe tiếng hét của Tú vẫn lọt vào tai. Cậu lấy chân đạp vào Tú mà nói, ông anh bị làm sao thế? Ông cứ gào thế thì làm sao tôi xem phim được? Tú không đáp lại câu hỏi của Long. Long thở dài, đúng là yếu bún vía, mới xem một đoạn kinh dị mà đã mơ mộng gào thét ầm ĩ lên rồi. Ngày mai em không rủ anh sang ngủ với em nữa đâu. Long bê laptop xoay hẳn người sang hướng khác rồi tiếp tục xem phim. Trời về khuya lạnh hơn nên Tú kéo chiếc chăn khác chùm lên trên đầu. Chừng 10 phút sau, chiếc chăn của cậu bị bàn tay Tú kéo rơi xuống giường. Long bực mình đạp vào người Tú. Ông bị điên hả? Sao ông không đi ngủ đi? Không ngủ được thì dậy xem phim với tôi, chứ đừng có đùa cái kiểu đấy, không vui đâu. Tú vẫn không đáp lại. Long tháo hẳn tai phone ra, rì rầm. Đã vậy tôi khỏi cần nghe tai nữa, tôi để âm thanh dậy cho ông anh nghe cùng. Âm thanh kinh dị từ chiếc laptop phát ra đều đều. Long vẫn say sưa nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi những diễn biến của bộ phim kinh dị. Bàn chân cậu bỗng lạnh toát do bàn tay Tú chạm phải. Cậu giật mình đạp mạnh. Khiếp, anh Long, tay anh bị gì mà anh lạnh thế? Đừng có trêu em nữa. Anh ngủ đi, trêu thế không vui đâu. Tú vẫn lặng thinh như không có chuyện gì xảy ra. Long bực mình kéo mạnh cái chân của Tú rồi đạp mạnh vào người Tú. Tú ngơ ngác bật dậy. Cái gì? Cái gì vậy? Trời sáng rồi hả? Sao mới ngủ mà đã sáng rồi? Long bực mình. Anh đừng có giả ngố nữa. Sao anh không ngủ mà trêu em? Tú ngạc nhiên. Chú ấm đầu hả? Anh vẫn đang ngủ ngon. Tự nhiên sao chú gọi anh dậy làm gì? Long lẩm bẩm. Ngủ ngon cái đầu của anh ấy. Anh đừng đùa em nữa. Không thì anh vào giường trong kia ngủ đi. Anh cứ kéo chăn rồi kéo chân em mấy lần rồi đấy. Tú gãi đầu. Kỳ lạ, anh ngủ bị mộng du hả? Long định đạp chân vào người Tú thì Tú bắt được chân của Long. Chú bị điên à? Sao lại đánh anh? Bàn tay của Tú ấm áp chứ không lạnh như ban nãy. Long lấy tay chạm vào bàn chân Tú rồi nghiêng người ra hỏi. Quái lạ, sao lúc nãy tay chân của anh lạnh ngắt cơ mà? Cái gì lạnh ngắt? Anh chùm trăng kín mít thế thì lạnh làm sao được? Long đáp. Vừa nãy tay anh chạm vào chân em, lúc ấy lạnh lắm. Em thề, em bị lạnh mới giật mình đạp anh một nhát. Tú lừ mắt. Thôi đi ông tướng, ông đạp người ta, giờ còn giả vờ ngây thơ vô số tội. Ông đi ngủ đi, khuya lắm rồi đấy. Ông mà còn ngồi nữa, thế nào cũng bị ma cà bông nó bắt đi thật đấy. Tú nói xong, cười cười, chui vào chăn ngủ tiếp. Long khẽ rùng mình một cái, rồi lắp tai nghe lên, tiếp tục xem phim. Vòng Oán, phần 17, tác giả Hạ Dương, Phú Dương. Cảnh phim kinh dị hiện ra trước mắt, làm Long chú tâm theo dõi, mà quên đi mất hình ảnh bàn tay lạnh ngắt ban nãy. Tú bỗng dưng giãy mạnh, làm chiếc chăn bị hất tung khỏi người. Long bị giật mình, bất giác quay lại nhìn anh. Anh lại làm gì nữa thế, làm em giật nảy cả người. Chân Tú đang đạp mạnh xuống giường, hai tay Tú đang tự siết lấy cổ mình. Mắt Tú trợn lên, nhìn vô cùng đáng sợ. Long bây giờ mới sợ hãi, kéo lấy tay của Tú. Anh Tú, anh làm sao vậy? Mau bỏ tay ra. Lời nói của Long không lọt vào tay Tú. Tú càng lúc càng siết chặt hai tay mình. Miệng Tú bắt đầu há ra, cố lấy hơi mà dường như bất lực. Long dùng hết sức mình kéo tay Tú ra mà không được. Hai cánh tay ấy khăng khăng giữ lấy cái cổ của Tú không chịu rời ra. Long mường tượng cảnh phim kinh dị trong các bộ phim ma cậu vẫn hay xem, liền trở nên hoảng loạn. Cậu lật đật bật điện lên, nhưng cái công tắc không hề nhúc nhích. Trong đầu cậu lúc ấy nghĩ ngay đến việc Tú đang bị ma trêu. Cậu vận dụng hết các kiến thức đã thu thập được qua các bộ phim ma, cố sức giúp Tú nhưng không được. Cậu lao ra cửa tính hô hoáng, người nhà và hàng xóm sang giúp sức, thì bất ngờ bị bàn tay lạnh toát giữ lấy vai kéo lại. Toàn thân Long như bất động bởi lực của cánh tay ấy rất mạnh. Long vùng người lên chống lại bàn tay ma quái ấy thì cổ bị ai đó siết chặt tới không thở nổi. Cậu ú ớ kêu gào rồi từ từ liệm dần đi. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang gục trên giường. Cậu đưa tay lên sờ cổ và thắc mắc. Không lẽ mình đã ngủ quên hay sao? Cậu quay sang nhìn thấy Tú vẫn đang đắp chăn ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu tự lấy tay vỗ vỗ lên mặt, trấn an mình rồi tắt laptop đi ngủ. Tuy nhiên, mùi khai và thối trong căn nhà bỗng dưng sộc vào mũi, làm cậu nhăn mặt khó chịu. Cậu bật đèn lên rồi nhìn quanh căn phòng một lượt và thắc mắc. Sao trong nhà lại khai và thối thế này? Nhà mình đóng kín cửa thì lấy đâu ra mùi từ bên ngoài bay vào cơ chứ? Cậu nghĩ đến ông anh đang nằm ngủ say trên giường mà lẩm bẩm. Ông anh ngủ say đụng ra giường hay sao mà thối thế? Cậu kéo lấy cái chăn đang trùm kín người Tú rồi trợn mắt vì bất ngờ. Toàn thân Tú bất động, hai mắt trợn ngược, miệng há to, lưỡi thè ra nhìn gớm ghiếc. Điều đặc biệt hơn là mùi khai ấy và thối ấy đích thị từ người Tú, bởi Tú đại tiểu tiện ra giường. Long nhìn thấy cảnh ấy mà á khẩu không nói được lời nào. Cậu lao ngay ra cửa. Cánh cửa hôm nay cứ như có người giữ chặt lấy then cài. Cậu muốn gào lên nhưng không tài nào gào được. Số điện thoại của bố mẹ cậu cũng quên, không thể nhớ nổi vì quá kinh sợ. Cậu vác cái ghế đập mạnh lên cánh cửa. Lúc ấy trong đầu cậu chỉ nghĩ tới việc phải báo cho người lớn biết chuyện. Cậu vừa đập vừa kêu gào cầu cứu. Hàng xóm khi ấy nghe thấy tiếng động cũng chạy sang giúp đỡ. Cậu phải lấy hết sức bình tĩnh mới mở được cánh cửa cho mọi người vào nhà. Mùi thối sộc lên khiến ai nấy đều nhăn mặt khó chịu. Chú Mạnh thấy lòng mặt mũi bơ phờ, sợ hãi, liền chạy thẳng vào nhà hét lên. Chuyện gì? Nhà có chuyện gì vậy? Long không nói được, chỉ tay về phía giường Tú đang nằm. Chú Mạnh lao dội về phía con trai mà gào gú. Tú ơi, có chuyện gì thế này? Tú ơi, con mau tỉnh lại cho bố, Tú! Hàng xóm chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng kinh dị, ai nấy đều sợ hãi. Người thì lo kiểm tra, người thì lo gọi xe cấp cứu. Tiếng xe đưa người đi cấp cứu xé toạc không gian yên tĩnh của làng xóm. Long như người mất hồn cũng gục xuống rồi liệm đi. Tú được đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu được. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cái chết vì trên người Tú không hề có vết thương hay bị trúng độc như nhiều người đã phán đoán. Chú Mạnh nghe tin dữ mà điên cuồng đập phá ở bệnh viện. Mấy người nói láo. Tại sao không cứu con tôi? Tại sao cô tôi lại chết? Tối qua nó vẫn khỏe mạnh cơ mà. Chú Trường trấn an anh trai. Anh bình tĩnh lại đi. Bác sĩ đã làm hết trách nhiệm rồi. Cháu Tú không hề có biểu hiện nào khác lạ cả. Chú Mạnh gào lên. Vậy tại sao đang yên đang lành thằng mấy lại chết? Tối qua nó sang ngủ với thằng Long. Phải rồi. Thằng Long đâu? Tôi phải hỏi thằng Long xem đã xảy ra chuyện gì. Chú Trường đáp. Thằng Long đang trong phòng bệnh. Nó cũng đang bị hoảng loạn anh à. Anh bình tĩnh lại đi. Chú Mạnh không thèm nghe lời chú Trường, lao thẳng vào chỗ Long đang nằm, lôi Long dậy mà hỏi. Cháu nói cho bác biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Thằng Long sợ hãi hét lên. Cháu không biết gì cả. Là cháu thấy anh Tú tự bóp cổ mình. Cháu đã cố gắng chạy ra mở cửa gọi mọi người, nhưng không hiểu sao cháu lại ngất đi. Lúc cháu tỉnh dậy thấy mùi thối nên lật chăn ra xem thì đã thấy như thế rồi. Cháu không biết cái gì cả. Mẹ ơi, con sợ lắm. Có phải nhà có ma không mẹ? Chú Mạnh quát to. Nhảm nhí, ma quỷ ở đâu ra mà ma với quỷ? Thằng Long lắc đầu không đáp mà một mực kêu sợ hãi. Chú Trường trấn an con trai. Được rồi con trai, con thấy anh Tú như vậy nên con sợ hãi là đúng rồi. Con bình tĩnh nói cho bố nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Con có nhớ được mọi chuyện từ tối qua đến giờ không? Thằng Long ngước mắt lên nhìn bố rồi lại quay ra nhìn bác Mạnh. Nó gật đầu. Con nhớ. Chú Mạnh hỏi. Vậy cháu kể đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thằng Long lấy hết sức bình tĩnh, từ từ kể. Cháu và anh Tú xem phim. Anh Tú nói đi ngủ trước ở giường trong. Lúc hơn 12 giờ anh ấy tỉnh dậy mắng cháu sao rủ anh ấy đi chơi. Cháu nói cháu xem phim chứ không hề gọi anh ấy. Một lúc sau anh ấy bê chăn gối ra ngủ ngay cạnh cháu. Cháu xem phim tiếp thì thấy anh ấy dậy rất mạnh. Cháu thấy anh ấy tự bóp cổ mình. Cháu cố hết sức kéo tay anh ấy ra rồi gọi anh dậy nhưng mà không được. Cháu chạy ra mở cửa nhưng bị ai đó lôi lại. Cánh tay ấy rất lạnh. Cháu ngất đi. Đến lúc tỉnh lại thì thấy anh ấy như thế rồi. Chú Mạnh gào lên. Không thể nào có sự trùng hợp như thế. Thằng Tú không thể tự bóp cổ mình tới chết được. Chú Trường đáp. Bác sĩ kiểm tra cổ thằng bé, không hề có vết bầm như người bóp cổ chết đâu anh. Anh là công an, anh kiểm tra rồi, chắc anh hiểu rõ nhất. Chú Mạnh. Thằng bé không bị đánh, cũng không trúng độc. Vậy chú bảo tôi phải tin rằng thằng bé tự bóp cổ mình tới chết hay sao? Nếu là chú có thể tự bóp cổ mình được hả? Chú Trường. Nếu chết bình thường do bị bóp cổ, bị đánh thì sẽ không đại tiểu tiện tại chỗ như thế được. Không lẽ thằng bé đã gặp điều gì đó làm nó sợ hãi quá mức? Chú Mạnh ôm mặt gào lên. Cái gì mà sợ hãi quá mức? Trời ơi, con của tôi, con mà nói cho bố biết rốt cuộc là làm sao? Chú Trường hỏi Long. Con cố nhớ lại xem còn chuyện gì lạ nữa không? Thằng Long lắc đầu. Không có, Chỉ trừ việc có bàn tay lạnh ngắt chạm vào chân con tưởng anh Tú trêu nên đạp anh ấy một cái. Lúc sau con chạm vào tay chân anh ấy thì thấy ấm áp chứ không lạnh như lúc nãy. Chú Mạnh quát: Mấy người thôi đi, đừng đem mấy chuyện ma quái ra nói ở đây. Tôi không tin thằng Tú là tự bóp cổ mà chết. Tôi sẽ điều tra tới cùng vụ này. Chú Trường, ý anh là gì? Không lẽ anh lại cho rằng có kẻ giết hại cháu Tú hay sao? Mà trên người cháu không hề có vết thương hay dấu hiệu nào cho thấy bị đánh cả. Bác sĩ đã kết luận cháu bị đột quỵ rồi. Chú Mạnh dường như không tin tưởng vào kết luận ấy. Tuy nhiên, chú cũng đâu tìm được lời giải đáp nào cho lúc này. Chú kiên quyết báo án, nhưng vụ án lại rơi vào ngõ cụt do không tìm được bất cứ điều gì đặc biệt quanh cái chết của Tú. Thằng Long sau cái chết của Tú thì lúc bình thường, lúc lại hoảng loạn, ngây ngây dại dại, ăn nói lung tung, không suy nghĩ. Bố mẹ nó phải gửi nó vào tận Sài Gòn cho nó quên đi quá khứ khủng khiếp mà tận mắt nó chứng kiến. Nhiều lúc hình ảnh Tú trợn mắt, thè lưỡi ra lại làm nó điên loạn. Có những lúc bác sĩ phải tiêm cho nó thuốc an thần, nó mới bình tĩnh trở lại. Sau khi làm tang lễ cho Tú, chú Mạnh cũng y như người mất hồn. Chú vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ mà mọi người đồn thổi, nhưng có thứ gì đó luôn thấp thỏm không yên. Chú nghĩ đến câu nói của thầy Hiện hơn một tháng trước. Tuy nhiên, chú lại gạt cái suy nghĩ điên rồ ấy ra ngay khỏi đầu. Bà Mừng sau khi mất đi đứa cháu nội thì lại càng tín tầm hơn trước. Bà bàn với các con: Mẹ nghĩ ngôi nhà ấy không may mắn đâu. Các con hãy bán ngôi nhà ấy đi, kẻo rước họa vào thân. Một mình thằng Tú ra đi đã khổ lắm rồi. Các con đừng để xảy ra chuyện gì không hay nữa. Chú Trường phản đối yêu cầu của bà Mừng. Thằng Tú nó bị đột quỵ mà chết, chứ làm sao mà mẹ lại nói thế? Nếu đột quỵ thì kể cả có đang xem phim hay đang ăn cơm cũng chết cả thôi. Con làm trong nghề nên con biết mỗi hàng trăm hàng nghìn bệnh nhân chết do đột quỵ đấy mẹ. Bà Mừng thở dài: Nhưng lời thằng Long nói các con không thấy nghi ngờ hay sao? Chú Trường đáp: Thằng Long nó bị hoảng sợ nên ăn nói lung tung, mẹ tin làm gì? Con không đi đâu cả. Bà Mừng thấy con trai phản ứng gay gắt nên cũng không nói nhiều. Bà chỉ thở dài: Mẹ chỉ lo cho các con thôi. Nhà cô An đột ngột bán nhà đi chắc chắn là do cái mảnh đất ấy có chuyện chẳng lành. Nhà cái cô Xoan kia cũng vậy. Nếu không có chuyện gì bí hiểm thì chắc chắn họ sẽ không bán nhà đột ngột, lại chấp nhận bán lỗ như thế. Chú Trường đáp: Mẹ chỉ nghĩ linh tinh thôi, chẳng có chuyện gì bí hiểm đâu. Tất cả cũng là do có sự trùng hợp nên mọi người đồn đại như thế. Con chẳng tin đâu. Con nghĩ mẹ cũng không nên nhắc lại mấy chuyện này nữa, tránh để cho hàng xóm người ta bàn tán chuyện không hay, ảnh hưởng đến gia đình con. Bà Mừng không khuyên được các con thay đổi suy nghĩ, cũng đành chịu. Bà ngày ngày lên chùa cầu an cho đại gia đình. Không hiểu sao, dạo này bà luôn thấy bất an. Cái đêm mà thằng Tú mất, bà không thể chợp mắt nổi. Do cứ nhắm mắt lại, bà lại nghe thấy tiếng động khe khẽ vang lại, nghe réo rắt, mơ hồ, nhưng lại đáng sợ. Bà trấn an mình ra thắp nén hương, thắp lên bàn thờ gia tiên mà khấn các cụ phù hộ cho gia đình. Nửa đêm ấy, bà nghe tin cháu bà phải đi cấp cứu, bà đứng không vững. Dự cảm chẳng lành, bà thắp hương lần nữa, bát hương nhà bà đột ngột bùng cháy. Bà càng hoảng loạn bởi các cụ đã truyền lại rằng bát hương gia tiên mà bốc cháy dự báo điểm chẳng lành. Cái hùng tình ấy được truyền về khi các con bà nói cháu bà không qua khỏi vì đột quỵ. Bà đã ngã quỵ vì không tin nổi những chuyện đã xảy ra. Quá lo lắng cho các con, bà đã ra sức khuyên bảo, nhưng dường như các con bà lại bỏ ngoài tai những lời bà nói. Bà lén các con của mình hỏi dò đường đến nhà thầy Hiền. Đáng tiếc, bà đi 2 lần thì đều không có duyên gặp thầy ở nhà. Bà thở dài, ngẫm lại mọi chuyện. Không lẽ đây là cái số con cháu bà phải trả hay sao? Chú Mạnh biết chuyện bà thuê xe ôm đi tìm thầy Hiền thì tức giận. Mẹ làm như vậy thì con ăn nói làm sao với đồng nghiệp? Ai đời đường làm công an lại rước thầy bói về tuyên truyền mê tín dị đoan hay sao? Bà Mừng: Mẹ chỉ muốn hỏi thầy vài việc về các giấc mơ dạo này mẹ hay gặp. Không lẽ thằng Tú mất đi lại không về báo mộng cho con lần nào hay sao? Giờ chú Mạnh nghe mẹ chồng nói vậy vội vã hỏi: Mẹ ơi, cháu Tú về báo mộng cho mẹ à? Cháu có nói gì không hả mẹ? Con nhớ cháu quá, mà cháu chưa khi nào về báo mộng cho con. Chú Mạnh tức giận quát. Mình cứ im ngay đi cho tôi nhờ không? Người chết là hết, làm gì có chuyện báo mộng mị như mẹ nói. Chẳng qua mẹ nghĩ ngợi nhiều quá nên mơ mộng thấy mấy chuyện hoang đường đó thôi. Bà Mừng chấm chấm giọt nước mắt nơi khóe mi, chậm rãi đáp. Phải, vì tôi thương cháu tôi. Thật bé một mực kêu oan ức. Mới đêm qua tôi nghe thấy tiếng nó vọng về trong giấc mơ. Nó kêu gào rất đau đớn. Nó nói nó chết oan. Vòng Oán phần 18. Tác giả Hạ Dương, Phú Dương. Chú Mạnh thở dài. Con biết bà thương cháu, tuy nhiên cháu cũng mất rồi. Bà ngày nhớ đêm mong rồi gọi tên cháu thế, làm sao mà cháu siêu thoát được? Bà muốn cháu siêu thoát thì làm ơn đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Tất cả coi như chấm dứt tại đây. Bà Mừng chỉ biết giấu giọt nước mắt đau thương vào trong lòng. Chú Mạnh khó chịu bỏ nhà sang chơi với chú Trường. Hai anh em bàn tán chuyện một hồi rồi ai về nhà nấy. Cô Thiêm, vợ chú Trường, thắc mắc. Anh Mạnh bàn việc gì với mình mà bí mật thế? Chú Trường chẹp miệng. Chuyện của đàn ông, mấy người phụ nữ xen vào làm cái gì? Mình ra khóa cổng rồi đi ngủ sớm đi. Sang tuần nhà mình đào ao nuôi ba ba. Cô Thiêm sửng sốt. Sao đang yên đang lành, nhà mình lại đào ao? Ở đây người ta còn lấp đi không được thì mình lại đào lên làm gì không biết. Chú Trường lườm mắt. Đúng là đàn bà suy nghĩ thiển cận thật đấy. Ai lấp là việc của họ. Việc của tôi là đào ao vừa nuôi ba ba, là theo phong thủy. Cô Thiêm nghe vậy cười phá lên. Ông Trường này, ông bị điên à? Trước giờ ông đâu có tin mấy cái bói toán với phong thủy gì đó. Sao tự nhiên ai làm ông thay đổi thế? Chú Trường đáp. Tôi không tin bói toán vì nó mê tín dị đoan, chứ phong thủy là khoa học, tại sao lại không tin? Cô Thiêm đáp. Dân khoa học, nhưng sao lại đào ao? Mà mình tính đào ao ở đâu? Chú Trường chỉ ra vườn chuối. Tôi sang bằng vườn chuối rồi đào ao nuôi ba ba mình à. Thầy phong thủy nói nhà mình đào ao ở đó sẽ được phú quý. Tôi vừa mới bàn với bác Mạnh rồi. Bác Mạnh sẽ giúp chúng ta tìm thợ đào ao. Cô Thiêm thở dài rồi ra khóa cổng. Lúc quay người vào, cô bất giác thấy rùng mình. Một tia sáng xoẹt qua trước mắt cô rồi dụp tắt ngay gốc cây mít. Cô chau mày nhìn lại nhưng không thấy gì, bèn nhanh chóng đi vào nhà. Chú Trường đứng ngay cửa làm cô giật mình. Ôi trời ơi, mình làm em hết cả hồn. Cô thấy cái gì mà mặt mũi tái mét đi thế kia? Gốc mít có cái gì ấy, em nhìn không rõ lắm, nhưng hình như là tia sáng vụt qua rất nhanh rồi biến mất. Chỉ được cái nhìn gà quá cuốc. Chắc là ánh đèn xe máy người ta đi ngoài đường chiếu lại, chứ ánh sáng ở đâu ra? Cô Thiêm nhanh chóng khóa cửa nhà đi ngủ. Nửa đêm cô nghe thấy tiếng động mới giật mình tỉnh giấc. Cô quay sang bên cạnh không thấy chồng đâu nên vội vàng bật đèn trong nhà lên. Cửa nhà cô đang mở. Cô chắc mẩm chú Trường đang đi vệ sinh nên quay lại giường. Tiếng bước chân của chú Trường ở ngay bậc cửa. Cô hỏi: Mình đấy à? Không gian yên lặng như tờ, làm cô thoáng sợ hãi. Cô nắm chắc chiếc đèn ở ngay đầu giường rồi nép sát người vào bên cánh cửa phòng. Ánh đèn bất ngờ chiếu vào nhà qua cửa sổ khiến cô hoảng hồn. Cô tính hét lên thì nghe tiếng chú Trường nói: Chó với mèo cứ ầm ầm thế, ai mà ngủ được. Cô thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài hỏi chồng: Đang đêm đang hôm mình đi đâu mà mở cửa ra ngoài thế? Chú Trường giọng cáu kỉnh: Là chó mèo nhà ai cứ rầm rầm bên ngoài, làm anh không ngủ được. Anh vừa ra ngoài soi mà không thấy gì cả. Thôi kệ nó, chắc nhà có chuột nên mèo nó đuổi chuột thôi. Nhà cũ mình trước đây cũng đầy chuột đó thôi. Chú Trường chẹp miệng. Lũ chuột này cũng lạ, cứ chạy vòng vòng quanh nhà. Lúc nãy anh thấy con mèo đen chạy ở ngoài sân, nó lao về phía cây mít rồi mất hút. Anh soi đèn theo mà không kịp theo cái bóng của nó chạy. Cô Thiền thắc mắc: Mèo chạy dưới đất nhẹ lắm, sao anh nghe thấy tiếng động được? Chú Trường đáp: Anh nghe tiếng động mạnh nên tưởng là nhà có trộm mới vậy. Lúc anh mở cửa ra lại thấy con mèo đen chạy ở sân. Anh thấy lạ mới ra ngoài thì thấy con mèo lao dục ra phía cổng. Anh soi đèn theo nó liền nhảy ra phía cây mít. Mà lạ kỳ, chỗ cây mít ấy xây tường kính như thế, con mèo có thể chạy đi đâu được nhỉ? Ôi trời ơi, anh quan tâm tới con mèo ấy làm cái gì? Thôi, muộn lắm rồi, chúng ta nghỉ sớm đi, mai em còn đi làm. Chú Trường lên giường nhưng không tài nào chợp mắt được do hình ảnh con mèo kỳ lạ ấy cứ chập chờn trong tâm trí. Rất lâu sau, chú chìm vào giấc ngủ thì lại bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Chú mở mắt ra thì bắt gặp ngay hình ảnh thằng Tú đang đứng ngay dưới chân giường nhìn chằm chằm vào chú. Chú gọi, Tú, sao cháu lại ở đây? Tú không đáp lại câu hỏi của chú Trường mà quay mặt đi luôn. Chú Trường ngồi bật dậy bước theo Tú ra ngoài. Chú đặt tay lên vai Tú rồi bất giác rụt tay lại vì cảm giác lạnh buốt lan sang bàn tay. Chú hỏi, cháu sao thế? Sao cháu lại không nói gì? Tú đột ngột quay mặt lại nhìn chú Trường. Miệng Tú mấp máy rồi máu bỗng trào ra hai bên mép chảy xuống vạt áo. Mắt Tú trợn ngược lên rồi cái cổ bắt đầu lúc lắc, nghe rõ tiếng răng rắc như cành cây khô bị bẻ gãy. Chú Trường lúc này bị giật mình. Chú lùi lại phía đằng sau. Cháu là ma sao? Thằng Tú không đáp lại lời chú Trường hỏi mà ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Tiếng cười của nó ma quái và rùng rợn làm chú Trường sợ hãi. Chú lắp bắp, cháu muốn gì? Sao cháu lại làm thế? Thằng Tú cúi gập cái mặt xuống rồi bất thình lình ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào chú nó. Máu từ hốc mắt bắt đầu tuôn ra. Dưới ánh đèn ngủ đỏ mờ ảo, hình ảnh ấy hiện hiện trước mắt chú Trường, càng thêm phần ma quái và đáng sợ. Nó từ từ mở miệng, đi theo cháu, chú đi theo cháu. Cánh cửa nhà chú Trường bất chợt mở tung ra. Chân chú bất giác cứ bước theo thằng Tú ra ngoài. Chú định thần lại và muốn dừng chân lại thì tiếng nói thằng Tú lại vang lên. Đi theo cháu, chú đi theo cháu. Thằng Tú dẫn chú Trường ra ngoài cổng. Nó đứng lại xoay người chỉ tay về phía cây mít. Chú Trường nhìn theo tay nó chỉ. Chú cố căng mắt ra nhìn về phía ấy thì bất ngờ thấy hai người đang bị treo lơ lửng trên cây mít. Chú sợ hãi hét lên, cứu, cứu, cứu người, có người tự tử, cứu người. Tiếng hét của chú to quá khiến cô Thiêm giật mình tỉnh giấc. Cô lai chậm dậy hỏi gấp gáp, sao thế? Mình tỉnh lại đi, có chuyện gì vậy? Cứu ai? Ai bị làm sao? Cô Thiêm tát mạnh vào chú Trường mới làm cho chú tỉnh lại. Trời lạnh mà mồ hôi của chú ướt như tắm. Chú thở gấp, ác mộng, tôi mơ thấy người chết, sợ quá. Cô Thiêm đáp, người chết thì ngày nào mình chẳng gặp, sao hôm nay lại gặp ác mộng thế? Sợ quá mình ơi, tôi thấy người treo cổ ở ngay cây mít trong vườn nhà mình, không phải là một người mà là hai người mình à, tôi sợ quá. Cô Thiêm nghe nhắc đến cây mít thì không khỏi hoang mang. Cây mít ở sau nhà mình phải không? Có điềm báo gì không mình? Hay là mình chặt cái cây mít ấy đi? Chú Trường gật gù tán thành. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, chúng ta phải chặt cây mít đi thôi. Trong giấc mơ tôi thấy thằng Tú, chính nó dẫn tôi ra cây mít. Sao lại liên quan đến thằng Tú? Không lẽ thằng Tú muốn báo mộng cho chúng ta sao? Mà rốt cuộc là chuyện gì? Tôi không biết, trong giấc mơ thằng Tú bảo tôi đi theo nó. Tôi không muốn đi, nhưng chân lại cứ bước theo không ngừng lại được. Sợ quá, chưa khi nào tôi mơ thấy giấc mơ kinh dị như vậy. Cô Thiêm trấn an chồng rồi nằm xuống ngủ tiếp. Chú Trường từ đó tới sáng không dám chợp mắt vì còn nghĩ ngợi nhiều chuyện của gia đình. Sáng hôm sau, chú kể lại chuyện cho chú Mạnh nghe. Chú Mạnh thoáng chút kinh ngạc. Vậy ý của chú làm sao? Không phải chú cũng thần hồn nát thần tính đấy chứ? Chú Trường lắc đầu. Em đang bàn với anh vụ cây mít ấy. Dù gì cây mít ấy cũng có người chết. Em chặt cái cây ấy xuống, chứ như giấc mơ đêm qua em bị ám ảnh lắm anh à. Thằng Tuấn còn chú Mạnh đi ngang qua bèn nói chen vào. Đêm qua cháu nằm mơ thấy thằng Tú, nó gọi cháu đi đâu đấy, nhưng bà ho to quá làm cháu giật mình tỉnh dậy. Cháu muốn hỏi nó nhưng mà không kịp chú ạ. Chú Trường vỗ mạnh tay xuống ghế. Chắc thằng Tú báo mộng cho em với thằng Tuấn đấy. Em nhìn thấy cây mít có hai người treo lơ lửng ở đấy mới đáng nói. Chú Mạnh đáp, cái đấy tùy chú. Cây trên đất nhà chú chặt hay giữ lại tôi cũng không có ý kiến. Chú Trường, vậy em tìm thợ về thuê người ta cưa cây mít đi. Đêm qua em nghe tiếng động tưởng trộm mới dậy thì thấy con mèo đen chạy vụt qua sân. Em thấy rõ ràng nó nhảy về phía cây mít, mà lúc rọi đèn vào thì không thấy con mèo đâu nữa. Chú Mạnh đáp, chú tự nhiên bị hồ đồ từ bao giờ vậy? Chú có biết mèo leo trèo rất giỏi không? Chú chạy ra tới đó thì con mèo nó leo lên cây, nhảy lên bờ tường hoặc mái nhà mất rồi. Lấy đầu ra con mèo lại đứng yên cho chú tìm. Chú Trường gật gù đáp: Dân, em hiểu rồi. Vậy em tìm người cưa cây mít đi anh ạ. Thằng Tuấn đưa ra ý kiến: Cháu thấy chú không cần tìm thợ cưa cây mít đâu. Chú cứ để cháu lên nhà ông ngoại cháu, dắt cái cưa về, chú cháu mình cưa là được. Chú Trường định phản đối thì chú Mạnh lên tiếng: Vậy cũng được, con lên ông ngoại mượn cái cưa về giúp chú cưa cây mít ấy đi. Chú Mạnh quay sang nói với chú Trường: Thằng Tuấn nó quen mấy việc này rồi, chú cứ kệ cho nó làm đi. Dù gì cũng con nhà Tông mà, nó theo ông ngoại làm mộc bao nhiêu năm nay rồi còn gì nữa. Bà Mừng nghe thấy vậy vội phản đối: Không được đâu, chẳng phải trước đây nhà cô An đã thuê thợ đến chặt cây mít mà không được hay sao? Mày chỉ sợ cây lâu năm lại có linh tính, mình chặt đi là mạo phạm thì họa vô đơn chí. Chú Mạnh đáp: Mẹ cứ hay lo mấy việc không đâu. Thế những cây lâu năm ở trên rừng người ta vẫn chặt về làm nhà cửa có sao đâu. Đám thợ nhà cô An thuê về làm ăn không cẩn thận mới xảy ra chuyện không may, chứ bình thường chả có chuyện gì cả. Nhưng mẹ thấy cây cao bóng cả người ta kiêng chặt phá. Cây cao bóng cả chứ cái cây mít bé tí tẹo ở trong giường thì có làm sao mà mới cứ lo. Mà cái cây ấy cũng có ra quả đâu mà phải giữ lại làm gì. Thằng Tú nói xen vào: Bà cứ để yên, cháu cưa cho bà xem. Cháu lấy cưa máy của ngoại, cháu cưa về một lúc là xong ngay. Chú Trường đáp: Vậy cháu mượn về sớm đi, chiều nay chú mới đi trực, nên sáng nay hai chú cháu mình cưa cho xong. Thằng Tuấn nhanh nhẹn lấy xe chạy sang nhà ông ngoại mượn cái cưa máy về. Nó hăm hở vác cưa sang nhà chú Trường. Chú Trường đang lúi húi nói về điện từ trong nhà ra ngoài cây mít. Tuấn vui vẻ: Có cây mít bé tí này mình cháu làm một chốc là xong. Mấy anh thợ lần trước đúng là ăn hại chú ạ. Chú Trường cười vui vẻ: Cháu của chú thì chuẩn của chuẩn rồi. Chú nói về xong rồi đây, giờ phải nhờ tay nghề của cháu vậy. Tuấn vênh mặt lên đáp lại: Chuyện nhỏ như con thỏ chú ạ. Nhưng mà chú phải tìm cái dây điện to to một chút, không cháu sợ lại chập điện mất thôi. Chú Trường đáp: Chú phải mượn ổ điện của nhà hàng sắt đấy. Dây điện này người ta dùng máy cắt và máy hàn được, thì cái cưa máy nhỏ thế chắc không vấn đề gì. Mà điện này không qua cầu dao, chú nối với ổ điện lưới trực tiếp đấy. Cháu yên tâm đi. Tuấn nhanh nhẹn xách cưa cắm ổ điện nhằm vào cành cao nhất mà cưa. Tiếng cưa xoèn xoẹt cắt vào cành mít trên cao nghe chói tai. Tuy nhiên chiếc cưa không cắt nổi một nửa cành mít thì ổ điện lóe lửa nổ rẹt rẹt, mùi khét nhanh chóng bay lên. Tuấn ngừng cái cưa lại, nhăn mày thắc mắc: Sao cái ổ điện lại bị khét thế chú Trường? Cậu quay lại hô hoáng: Chú Trường, mau ngắt điện ra khỏi ổ cắm đi, cháu sợ bị chập điện mất. Chú Trường nghe Tuấn nói vậy nhưng lóng ngóng trượt chân ngã sóng xoài trên nền đất, kéo cả cái ghế Tuấn đang đứng đổ ập xuống, làm Tuấn chới giới ngã nằm chồng lên người chú Trường. Hai chú cháu ngã đổ ập lên nhau, nằm đè lên ổ điện vẫn đang rẹt rẹt nổ. Tai nạn điện giật thương tâm đã lấy đi cả hai mạng người ngay tại gốc cây mít oan nghiệt. Bà Mừng nghe hàng xóm hô hoáng chạy vội sang thì thấy con trai và cháu đã bị điện giật tím đen cả người. Mọi người đã ngắt dòng điện rồi hô nhau cấp cứu. Đáng tiếc cả chú Trường và Tuấn đều không qua khỏi. Bà Mừng đau đớn gào lên thảm thiết rồi ngất lịm.